Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 151, Xuân Phong đắc ý. Chủ nhiệm, trưởng khoa Hào, xem ra Vương Tử Quân này sắp gặp phải xui xẻo, vị trí bí thư ngồi còn chưa ấm mông đã bị điều đến mặt trận Tổ quốc dưỡng già. Phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc, còn là cấp chính khoa, nếu so sánh với chức vụ bí thư đảng ủy xã, như vậy là cách biệt trời vực. Tiểu Ngô là một cán sự của phòng tổ chức, hắn đang dùng máy tính đánh văn kiện, vừa làm vừa dùng giọng hi hi ha ha nói. Tuy không có khúc mắc gì với Vương Tử Quân, nhưng đối với một người bạn cùng lứa nhưng Vương Tử Quân lại làm đến vị trí bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, điều này làm cho Tiểu Ngô đầy lòng đố kỵ. Dựa vào cái gì mà mục tiêu mình phấn đấu cả đời có thể lọt vào tay Vương Tử Quân? Lúc này thấy Vương Tử Quân xui xẻo thì hắn tỏ ra cực kỳ hả hê. Người được Tiểu Ngô xưng là trưởng khoa thực chất chỉ là phó khoa mà thôi, Hào Vân Trung dù không đến xã Tây Hà Tử nhưng bố vợ vẫn sắp xếp cho công tác ở phòng tổ chức, nhưng phó khoa chỉ là một cái danh hiệu mà đám cán sự gọi hắn, thực thế hắn còn chưa có cấp bậc hành chính gì cả. Thật ra phòng tuyên truyền còn có một vị trí trống, nhưng Mã Hữu Phúc lại không cho Hào Vân Trung đi đến nơi này. Ngày hắn đến nhận chức bị một vị chủ nhiệm của phòng tổ chức ép rượu cho say chết trên bàn, hắn cũng biết một câu đi theo phòng tuyên truyền thì càng ngày càng không ra gì, đi theo phòng tổ chức thì sẽ ngày càng cầu tiến. Hào Vân Trung thật sự rất căm tức với tên khốn Vương Tử Quân chặn đường phát triển của mình, nào đâu chỉ là một chữ hận mà xong. Đối với Vương Tử Quân thì Hào Vân Trung vừa đố kỵ vừa căm hận, người này không những có chức vị cao vời hơn mình, hơn nữa một cô gái tốt như Y Phong lại có tình cảm với tên này. Nhớ năm xưa Hào Vân Trung hắn si tình Y Phong, vì nàng mà từng khóc từng cười, lo lắng giận hờn, nóng ruột nóng gan ngày đêm thương nhớ. Mãi đến khi tốt nghiệp thì Y Phong vẫn tỏ ra lạnh lùng với mình, không chút động tâm. Ngày tốt nghiệp Y Phong chỉ rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội, thế nhưng chính hắn lại kích động đến mức phát khóc, cả đời chưa từng lúc nào cảm thấy giải khát như vậy. Vài năm trôi qua, gương mặt xinh đẹp tự nhiên của Y Phong có vẻ càng thêm tươi mát xuất chúng, cặp mắt quyến rũ, khóe miệng dí dỏm, môi hơi vểnh làm cho người ta sinh ra dục vọng muốn hôn. Nhưng lúc này nàng lại như một con chim nhỏ nép vào một người đàn ông không phải là Hào Vân Trung. Ngày đó trong hôn lễ của Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng, Y Phong dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Vương Tử Quân, điều này làm cho lòng dạ của Hào Vân Trung chợt đau quặn thắt. Sau này nàng sẽ biến thành một phần ký ức thanh xuân của hắn, nàng sẽ cùng người đàn ông kia chung chăn gối, cầm sắt muôn đời, hắn nghĩ đến điều này mà hầu như trong lòng bùng lên hai ngọn lửa nóng hừng hực. Bây giờ Vương Tử Quân bị điều đến mặt trận Tổ quốc, hơn nữa còn là một vị phó chủ tịch, điều này làm cho Hào Vân Trung sinh ra cảm giác như đạp ngã Vương Tử Quân xuống và dẫm cho vài phát. Hắn thầm nghĩ, sau này sẽ không còn cơ hội cho một con chó như mày kiêu ngạo nữa rồi. Đáng đời! Hào Vân Trung lạnh lùng nói ra hai chữ như vậy, sau đó hắn cười thúc giục. Tiểu Ngô, mau đánh máy cho xong, tôi còn phải lên tìm chữ ký của trưởng phòng. Trưởng khoa Hào, anh nói kìa, việc này không cần anh phải hạ giá, để tôi tự làm là được. Tiểu Ngô thấy Hào Vân Trung nói như vậy thì lớn tiếng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Này, Tiểu Ngô, chuyện này cứ để tôi làm, những ngày nay cậu đã khổ cực rồi, tích cực công tác thật sự đáng khẳng định, nhưng dù sao cũng phải nghỉ ngơi, vì sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Hào Vân Trung nghe những âm thanh phát ra từ máy đánh chữ màu đỏ, hắn thậm chí còn sinh ra cảm giác là âm thanh này cũng không quá chói tai. Hắn tuy không thể quyết định vận mệnh của Vương Tử Quân, thế nhưng chỉ cần văn kiện này được thông qua, như vậy Vương Tử Quân kia hoàn toàn đã xong. Tiểu Ngô còn muốn nói gì đó. Nhưng hắn thấy bộ dạng kiên trì của trưởng khoa Hào, thế là không nói thêm điều gì nữa. Người mà tinh thần vui sướng thì ăn bánh bao cũng xem như kẹo mạch nha, đối với Hào Vân Trung thì thấy Vương Tử Quân gặp chuyện không may chính là niềm vui lớn. Chỉ một lát sau Hào Vân Trung đã đi đến bên ngoài phòng làm việc của trưởng phòng tổ chức, hắn nhìn cánh cửa khép hờ mà cố gắng áp chế tâm tình xúc động, sau đó đưa mắt đánh giá bản thân mình, cuối cùng mới khẽ gõ cửa phòng. Tiến vào. Một âm thanh trầm thấp từ bên trong truyền ra. Hào Vân Trung dùng tay giữ lấy cửa, hắn khẽ mở ra và đi vào trong phòng. Hắn đưa mắt nhìn trưởng phòng tổ chức ngồi trên mặt ghế xem văn kiện, nhanh chóng dùng giọng cực kỳ chú ý nói. Trưởng phòng, đây là văn kiện bổ nhiệm theo quyết định của hội nghị thường ủy huyện, mời anh xem qua. Trưởng phòng tổ chức khẽ ngẩng đầu lên, hắn đưa mắt nhìn văn kiện, vẻ mặt có chút quái dị, ánh mắt của hắn rơi lên mặt Hào Vân Trung. Hào Vân Trung bị một vị quan nắm tương lai của các cán bộ trong huyện nhìn chằm chằm như thấy một con khỉ, thế là không biết phải làm sao hơn, cũng không biết ý nghĩ của trưởng phòng,
thế là chỉ có thể nở nụ cười mà thôi. Xé đi. Một lúc lâu sau, cuối cùng trưởng phòng tổ chức cũng mở miệng. Xé. Hào Vân Trung thật sự không tin vài lỗ tai mình, chẳng lẽ mình kích động quá mức mà sinh ra ảo giác? Trưởng phòng rốt cuộc muốn gì? Không thể nào, văn kiện của phòng tổ chức không thể làm tùy ý, sao lại xé? Không, hay là mình nghe lầm? Trưởng phòng tổ chức nói xé văn kiện, tuyệt đối không phải vì chuyện của Vương Tử Quân, vì hội nghị thường ủy đã quyết định, trưởng phòng sao lại tùy ý sửa đổi. Hào Vân Trung thầm nghĩ như vậy, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn chợt nghĩ đến tình huống văn kiện của mình có sai sót, thế là toàn thân vã mồ hôi lạnh, vừa rồi mình có chút hả hê, sao không quan sát cho rõ ràng cẩn thận. Trưởng phòng, thật sự xin lỗi, tôi không làm tốt công tác, tôi sẽ quay về đánh máy lại văn bản khác. Hào Vân Trung cũng có chút tiểu thông minh, vào tình huống thế này, văn kiện có sai sót, dù là thủ hạ làm ra thì hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Nếu không đứng trước mặt lãnh đạo mình lại cho ra ấn tượng không dũng cảm gánh trách nhiệm, ấn tượng xấu hổ này là khó thể lưu lại. Trưởng phòng tổ chức ngẩng đầu nhìn Hào Vân Trung, sau đó thản nhiên nói. Không cần bận việc, văn kiện này khỏi cần phải làm. Không cần phải làm, đây là ý gì? Hào Vân Trung cực kỳ khó hiểu. Cuối cùng hắn cũng không thể kìm nổi lòng hiếu kỳ của mình, hắn hỏi. Trưởng phòng, ngài nói khỏi phải làm lại văn kiện này sao? Đúng vậy, không cần phải làm lại. Hào Vân Trung, chuyện này không phải nằm trong phạm vi cậu cần quan tâm. Những đồng chí như cậu sau này nên cố gắng đặt tinh lực vào phương diện đề cao năng lực nghiệp vụ, cũng đừng lắm miệng trong những vấn đề mình không nên quan tâm. Trưởng phòng tổ chức vốn cảm thấy rất có áp lực khi Tiền Thiếu Phương gặp chuyện không may, trong lòng rất bức bối. Lúc này thấy Hào Vân Trung không chịu bỏ qua, nắm chặt lấy văn kiện kia, chỉ cảm thấy tìm được nơi chút giận, nào còn khách khí. Thế là lúc này một bụng lửa giận ném về phía Hào Vân Trung. 10 phút sau Hào Vân Trung bị khiển trách một cách khó hiểu cũng phải ủ rũ đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng, nếu như không phải là huyện ủy gọi điện thoại, chỉ sợ hắn sẽ bị mắng còn lâu hơn nữa. Sau khi bị trưởng phòng phê bình thì Hào Vân Trung xem như đã hiểu. Lần này hội nghị thường ủy cho ra quyết định cũng không làm gì được Vương Tử Quân. Hào Vân Trung nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân vẫn ổn như núi trên chiếc ghế bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, hắn chợt ý thức được mình và Vương Tử Quân quá chênh lệch, mà chênh lệch đó cũng khó thể nào thu nhỏ lại. Khi Hào Vân Trung đang cảm thán thì những nhân sĩ linh thông tin tức cũng đang ca thán, trong khối chính quyền thị trấn huyện thành, đây là một khu nhà 3 tầng được lắp đặt thiết bị đẹp đẽ. Nếu so sánh với ủy ban xã Tây Hà Tử thì căn bản là cách biệt quá lớn. Bí thư Hồng, chúc mừng anh. Thân Lan Long tươi cười nói, bàn tay dày rộng lại bắt chặt lấy hai tay của Hồng Kiến Quốc, lại dùng sức rung lắc. Tuy Thân Lan Long không nói là chúc mừng điều gì, nhưng nội dung chúc mừng thì hai người này vẫn hiểu rõ, vẫn thầm hiểu lẫn nhau. Hồng Kiến Quốc tuy xem thường một vị bí thư đảng ủy thị trấn như Thân Lan Long, nhưng bàn tay không đánh lên gương mặt tươi cười. Người ta có thể chủ động lấy lòng mình, điều này cũng đáng giá khẳng định. Vì vậy lúc này Hồng Kiến Quốc cười tươi nói. Bí thư Thân, tôi cũng thật sự không nỡ đi, những năm này tôi cùng bí thư Thân nhập gánh lo toan, trong lòng tất chịu phục, công tác dù có bể bổn cũng cam tâm tình nguyện. Tôi thật sự còn chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn thích ứng thêm, đúng là không nỡ muốn đi. Thôi đi cho rồi, trong lòng đang suy nghĩ gì tưởng ông không biết sao. Chẳng qua vì ông đây không muốn nhìn cậu. Cũng không thèm so đo. Những năm qua ông đã nhẫn nhịn hơi nhiều, thật sự là nén giận, còn bà nó vừa đi thì mình có thể thoáng tay rộng chân, coi như có cuộc sống thoải mái. Tần Thụ Lâm tuy thầm mắng Hồng Kiến Quốc nhưng ngoài miệng lại mỉm cười. Chủ tịch Hồng, chúng ta cùng công tác nhiều năm, tôi hiểu về cậu rất nhiều, không nói về năng lực công tác, nói về tình cảm thì tôi cũng không bỏ được anh. Nhưng tương lai của anh quá rộng lớn, cậu là chân long, thị trấn nhỏ cũng không đủ không gian cho cậu phát triển. Trưa hôm nay mong Chủ tịch Hồng gác lại những bữa tiệc xã giao, tôi cho người sắp xếp bàn ở quán ăn Giang Viên, xem như tiễn chân cậu, một ly rượu đưa tiễn cũng khó thể giảm đi được. Như thế thì cảm ơn bí thư Thân đã suy nghĩ chu đáo. Hồng Kiến Quốc nhìn gương mặt tươi cười nịnh hót của Thân Lan Long mà càng tỏ ra tiêu sái tự nhiên. Cậu đã sắp đi, tôi xem như trèo cao một bước, gọi cậu là cậu Hồng, nếu cậu khách khí với tôi như vậy, xem như có ý kiến với tôi đấy. Thân Lan Long vừa nói vừa ném điếu thuốc cho Hồng Kiến Quốc, sau đó nói tiếp. Nghe nói tiểu tử Vương Tử Quân kia lúc này gặp hạn, tôi cũng thấy anh ta nên chịu chút khổ đau mới tốt, mới có chút thành tích đã lên mặt, cũng không xem huyện Hồng Bắc chúng ta là địa phương nào.
Hồng Kiến Quốc cũng có chút oán hận với Vương Tử Quân, nhưng hắn sắp đi thay thế cho Vương Tử Quân, thế nên cũng không muốn chọc vào phiền toái. Vì vậy hắn chỉ khẽ gật đầu với lời nói của Thân Lan Long, cũng không phát biểu bất cứ lời nào có khuynh hướng về phía Vương Tử Quân. Bí thư Thân, Chủ tịch Hồng, chủ nhiệm văn phòng thị trấn huyện thành mang theo 3-4 nhân viên văn phòng đi đến, khi thấy có cả bí thư và chủ tịch đều có mặt thì nhanh chóng bắt chuyện. Thân Lan Long thấy đó là anh Từ thì cười mắng. Anh Từ, ai cũng nói anh thông minh nhanh trí, sao bây giờ lại ngốc nghếch như vậy rồi? Anh còn gọi là Chủ tịch Hồng nữa sao? Đó là quá khứ rồi, anh cũng nên đổi lại cách xưng hô là vừa. Câu nói của Thân Lan Long vừa ra khỏi miệng thì giống như chiêng trống, hơn nữa anh Từ là người nhìn mặt nói chuyện, vừa nghe thấy bí thư cười mắng như vậy thì hiểu ngay, xem ra tin đồn Hồng Kiến Quốc sắp tiến lên là sự thật. Lúc này anh Từ mỉm cười nói. Hai vị đại nhân, tôi đáng chết, đúng là đáng chết, đã quên đi chuyện bí thư Hồng đã thăng chức, quên thỉnh an hai vị đại nhân. Đám nhân viên văn phòng thấy anh Từ hơn 40 dùng giọng kỳ quái lên tiếng, sau đó lại làm theo tiêu chuẩn của những vị thái giám thường thấy trong cung cấm, thế là không khỏi ôm bụng cười. Hai vị bí thư cũng bị lây nhiễm tiếng cười, khóe miệng vểnh lên, gương mặt tràn đầy vui vẻ, rất vui vì những biểu hiện sống động của anh Từ. Được rồi, anh Từ, anh cũng đừng khoe mẽ ở chỗ này nữa, có gì anh cứ nói thẳng, đến chỗ tôi làm gì. Hồng Kiến Quốc ném cho anh Từ một điếu thuốc rồi nói. Bí thư Hồng, tôi nghe nói anh sắp thăng chức, sắp được điều đi, vì vậy tranh thủ đưa vài nhân viên văn phòng đến. Tôi có hai ý nghĩ, một là đến chúc mừng anh, hai là muốn xem anh có gì cần thu dọn hay không. Hồng Kiến Quốc gật đầu nói. Cũng không có thứ gì khác, chỉ có chút quần áo mà thôi, anh thu dọn dùm tôi là được. Hồng Kiến Quốc nói đến đây thì nhìn ra khắp bốn phía, ánh mắt rơi lên một cái khung trên tường. Đó là bức thư pháp bay xa vạn dặm mà hắn nhờ vị phó hiệp hội thư pháp của thành phố Giang Châu viết nên. Bốn chữ kia cứng cáp có lực, lại có ý nghĩa chân thật, hắn nghĩ đến đây và khẽ nói. Giúp tôi hạ nó xuống, tôi muốn mang đi. Anh Từ lên tiếng đồng ý, bắt đầu phân phó làm việc. Hai nữ đồng chí giúp bí thư Hồng thu dọn quần áo, hai tên thanh niên giúp bí thư dọn bàn ghế, lại nhấc bức thư pháp trên tường xuống. Cẩn thận một chút, Tiểu Trương, cẩn thận một chút. Nếu động vào góc tranh, hôm nay đừng ăn cơm trưa. Anh Từ dù không động vào việc gì nhưng âm thanh vẫn là lớn nhất. Hai vị bí thư mỉm cười nhìn đám đồng sự làm việc, trên mặt cả hai luôn nở nụ cười, rõ ràng biểu hiện bầu không khí hòa ái của thị trấn. Tấm thư pháp kia không biết có phải vì đóng khung quá công phu hay không, lúc này muốn lấy xuống từ trên tường cũng không phải chuyện dễ dàng, phải rút từng cây đinh ra, mất hơn cả giờ đồng hồ. Khi hai tên thanh niên Tiểu Trương hạ được bức thư pháp xuống thì hai tay chân đã nhũn ra, đầu đầy mồ hôi, anh Từ ở bên cạnh nhận lấy khung tranh rồi lớn tiếng yêu cầu cẩn thận. Tút, tút, tút. Những tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trên bàn làm việc của Hồng Kiến Quốc, lúc này hắn nhanh chóng bắt lấy điện thoại, dùng giọng cực kỳ phái đoàn nói. Chào anh, tôi là Hồng Kiến Quốc. Không biết đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gì mà làm cho bí thư Hồng ở bên này kêu lên sợ hãi. Bố, bố nói gì, Vương Tử Quân không bị điều đi sao? Chương 152, muốn ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ. Dù là Thân Lan Long hay những vị cán bộ đang giữ lấy khung thư pháp hoặc là anh Từ, vẻ mặt người nào cũng biến đổi, bọn họ khẽ buông tay, thiếu chút nữa đã ném bức thư pháp bay xa vạn dặm xuống đất. Một phút sau Hồng Kiến Quốc hung hăng cúp điện thoại, trên điện thoại có xuất hiện một vết nứt. Cậu Hồng, làm sao vậy? Thân Lan Long nhìn gương mặt hầu như có thể vặn ra nước của Hồng Kiến Quốc rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi. Hồng Kiến Quốc dù sao cũng là bí thư thị trấn nhiều năm, chút năng lực tự áp chế cũng vẫn phải có, vì vậy hắn trầm ngâm giây lát, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, dùng từng chữ để giải thích. Bí thư Thân, xem ra hai chúng ta thật sự là lưu luyến không rời, thật sự tiếp tục ăn cơm cùng nồi, tôi không thể xuống xã Tây Hà Tử. Vừa rồi Thân Lan Long đã mơ hồ nghe được tin tức này từ trong điện thoại. Nhưng Hồng Kiến Quốc thật sự nói ra cũng làm hắn giật mình. Hồng Kiến Quốc có chỗ dựa là Hồng An Trạch, hầu như thích gì làm đó, không ai dám trêu chọc, dù mình là bí thư đảng ủy cũng không dám động vào, mãi bị một vị chủ tịch thị trấn như hắn áp chế. Hôm nay thì sao vậy? Các vị đại thần trên huyện đã phát lực ép Vương Tử Quân, bây giờ sao lại phát sinh sự việc khác thường? Ai giữ chức bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử? Thân Lan Long trầm ngâm một lát rồi hỏi. Vương Tử Quân? Khi Hồng Kiến Quốc nói ra ba chữ này thì thật sự muốn nghiến răng nghiến lợi,
hắn từ khi bước vào con đường làm quan thì luôn xuôi trèo mát mái, nào có chuyện nhấp nhô như lúc này. Sau khi gặp mặt Vương Tử Quân thì con bà nó mình không thể làm gì hơn, đối phương không uống nước sông không uống nước suối, không quen ăn uống ngon ngọt, chính mình uống nước cũng bị nấc cục. Còn bà nó, tên kia thật sự phải chuyển đi ngay, nó là một ngôi sao tai họa, ngôi sao tai họa. Thân Lan Long vừa nghe được ba chữ Vương Tử Quân thì cơ thể lại run lên, lại là tên Vương Tử Quân kia không đúng, hội nghị thường ủy không phải đã ra quyết định rời chức vị của tên này rồi sao? Thế nào, không phải hội nghị thường ủy cho ra quyết định rồi sao? Thế nào lại thay đổi xoành xoạch như vậy? Thân Lan Long ngoài miệng lên tiếng bênh vực Hồng Kiến Quốc, thực chất đang thầm kêu oan cho mình, vì Hồng Kiến Quốc này là một khối bùn nhão, xem ra lần này lại không thể đi được. Thay đổi xoành xoạch, anh cảm thấy lãnh đạo huyện tình nguyện sửa lại sao? Không thay đổi cũng không được. Vương Tử Quân tối qua liên hợp với Tạ Xuân Lai, cả hai phát lực hốt gọn cỏ bọn tiền thiếu phương, đơn giản tiến vào trong khu biệt thự dành cho thường ủy huyện ủy, nghênh ngang đưa tiền thiếu phương đi trước mặt bí thư Tôn, bí thư Tiền và các vị thường ủy huyện ủy khác. Giết người vụ oan, có lẽ tiền thiếu phương bây giờ đã xong rồi. Bây giờ tôi mới hiểu rõ, lúc tất cả mọi người cảm thấy Xuân Phong đắc ý thì hắn ra tay. Thế cho nên mới có câu một cước dẫm xuống ngã chết người. Hồng Kiến Quốc nói xong những lời này mà khẽ liếm liếm môi, chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Lúc này Thân Lan Long cũng thấy môi có hơi khô, Vương Tử Quân xem như là một kẻ mạnh mẽ, dưới tình huống này thì thường ủy đã cho ra quyết nghị nhưng vẫn phải gác lại, nói cách khác thì từ ngu ngốc sẽ phải treo lên đầu đám người Tôn Lương Đống. Bí thư Tiền lần này cũng khó tránh khỏi liên quan. Hồng Kiến Quốc cảm khái thở dài một câu. Vẻ mặt Thân Lan Long càng trở nên khó coi, vì chỗ dựa của hắn là Tiền Học Bân, bây giờ có chuyện này xảy ra, Tiền Học Bân mà rơi đài thì hắn cũng coi như rơi vào hố lửa. Con trai giết người, lại nhận thầu xây dựng biến tướng và giảm chất lượng công trình, dù là bất kỳ một vấn đề nào cũng đủ làm cho người ta phải rơi dụng, hơn nữa với tính cách đánh rắn dập đầu của Vương Tử Quân, nhất định sẽ kéo sự kiện Tiền Thiếu Phương liên quan đến Tiền Học Bân. Cậu Hồng, sau này cậu sẽ còn nhiều cơ hội. Thân Lan Long cũng không còn tâm tư muốn tán gẫu với Hồng Kiến Quốc, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói lời an ủi, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Hồng Kiến Quốc. Bí thư Hồng, chúng tôi đã thu thập xong, ngài còn có gì phân phó không? Hai nữ đồng chí giúp Hồng Kiến Quốc thu dọn quần áo căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ mệt mỏi từ trong phòng đi ra, sau đó dùng giọng nịnh nọt báo cáo với Hồng Kiến Quốc. Thu dọn thế nào thì bỏ lại đúng như cũ cho tôi. Hồng Kiến Quốc lúc này cảm thấy một ngọn lửa giận vô danh bùng lên từ trong lòng, hắn lạnh lùng nói một câu, sau đó âm trầm đi ra ngoài. Anh Từ đưa mắt nhìn hai đồng chí nữ đang tỏ ra uất ức, sau đó hắn cười khổ một tiếng rồi an ủi. Cứ làm theo những gì Chủ tịch Hồng phân phó, Tiểu Trương, cậu đi tìm búa, chúng ta treo tranh lên lại. Anh Từ vừa nói vừa chỉ tay vào bức tranh thư pháp bay xa vạn dặm vừa được đưa xuống. Tiểu Trương dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lên bức tường. Hắn thật sự chỉ là một người chuyên động vào bút, nào có những thứ này. Nãy giờ mất hết sức lực mới lấy bức tranh xuống, bây giờ lại vô dụng, phải treo lên lại. Nhưng dù có thấy phiền phức thì thế nào, lúc này chủ nhiệm có lời phân phó, bọn họ chỉ có thể đồng ý một tiếng, bắt đầu làm ngược lại, treo tranh lên. Biến hóa trong diễn đàn huyện Hồng Bắc thật sự tác động đến thần kinh của mỗi người, sự kiện Tiền Thiếu Phương giết người càng truyền ra xôn xao. Phó Bí Thư Tiền gần đây rất cường thế càng bị người ta nói ra nói vào. Nếu so sánh với những vụ án trước kia, vụ việc lần này càng thêm thần tốc, chỉ sau thời gian ngắn đã có kết quả điều tra, Tiền Thiếu Phương bị một thẩm phán kết tội tử hình. Phó Bí Thư Tiền tất nhiên sẽ không phục, sẽ chống án, nhưng dù là người trong quan trường hay là dân chúng bình thường cũng không quan tâm đến chuyện Bí Thư Tiền có chống án thành công hay không. Mọi người chỉ chú ý đến tấm màn sắp được kéo xuống sau vụ án. Bí thư Tiền rốt cuộc có chân trong gì không? Đây mới là vấn đề mà mọi người thường xuyên bàn luận. Bí thư Tôn, anh tìm tôi sao? Vương Tử Quân đi vào văn phòng huyện ủy, hắn mỉm cười nói với Tôn Lương Đống. Tôn Lương Đống đối mặt với bộ dạng ngây thơ của Vương Tử Quân mà cảm thấy ngứa răng, thậm chí còn cảm thấy trái tim co thắt, nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn. Những vụ việc liên tục xảy ra gần đây càng làm cho Tôn Lương Đống là một bí thư huyện ủy cảm thấy mất mặt. Lãnh đạo chủ chốt của thị ủy đã gọi điện thoại đến, cũng không nói hai lời mà mở miệng dạy bảo. Đặc biệt là Đậu Minh Nhạc nắm công tác tư pháp, càng dứt khoát hỏi rằng lão có thể khống chế được thế cục huyện Hồng Bắc nữa không? Còn bà nó ép người, nếu như ông không khống chế được thế cục huyện Hồng Bắc,
như vậy chẳng phải sẽ bị các người ép đứng sang bên cạnh sao? Tuy Tôn Lương Đống thầm mắng không thôi nhưng miệng vẫn tranh thủ thời gian mỉm cười, vừa giải thích vừa lừa bịp, vừa vỗ ngực đảm bảo với các vị lãnh đạo, nhất định sẽ lập công chuộc tội, sẽ dùng hết toàn lực để xử lý chuyện lần này, sẽ thỏa mãn bài toán khó của các vị lãnh đạo giao phó. Mà muốn giải quyết tốt sự việc lần này, vấn đề khó khăn nhất chính là làm công tác an ủi khích lệ với người bị hại là Vương Tử Quân. Tử Quân đến rồi à? Mau vào đây ngồi. Dưới tình huống bình thường, dù là phó chủ tịch đến báo cáo công tác thì cũng không được Tôn Lương Đống nhấc mông ra đón tiếp. Lần này xem như đã phá lệ với Vương Tử Quân, lão không những nhấc mông đứng lên, còn đi ra khỏi bàn làm việc dùng hai tay bắt tay Vương Tử Quân, giọng điệu lại vừa nhiệt tình vừa khách khí. Tôn Lương Đống khách khí với mình như vậy cũng làm cho Vương Tử Quân hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù hắn thật sự có chút khinh bỉ Tôn Lương Đống, thế nhưng hắn không phải là thanh niên 20 tuổi cao ngạo. Hắn biết rõ lần này mình náo loạn với Tôn Lương Đống, chính mình cũng sinh ra ảnh hưởng không tốt, vì vậy mà trên mặt hắn chợt có biểu hiện được sủng ái mà kinh hoàng. Bí thư Tử Quân, gần đây đã làm cậu phải chịu uất ức, cậu xem, tôi là lãnh đạo mà vô phương, chỉ biết tin tiểu nhân, chuyện kia. Tôn Lương Đống dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng cuống quýt nói. Vương Tử Quân cũng không chờ Tôn Lương Đống nói xong lời xin lỗi, hắn lên tiếng chặn lại. Bí thư Tôn, nếu nói chịu uất ức thì cũng không đúng, trước kia tôi không hiểu rõ, nhiều ít có chút buồn bực, nhưng tôi thấy bí thư Tôn bày mưu nghĩ kế, dẫn rắn ra khỏi hang, điều tra rõ ràng sự việc lần này mà không phát ra một tiếng động, như vậy chút uất ức của tôi có đáng là gì? Tôn Lương Đống nhìn vẻ mặt chân thành của Vương Tử Quân, lão không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Người này thật sự là chuông đồng không cần gõ mạnh, lão thích nhất là lúc liên hệ với những kẻ thông minh, thế nên Vương Tử Quân nói ra hai câu đã đưa lão từ vị trí không tham gia đến vai trò chủ chốt, bày mưu đặt kế. Một chiêu này của Vương Tử Quân là rất cao. Tôn Lương Đống thầm cảm thấy thoải mái với sự lanh trí của Vương Tử Quân, lão chủ động ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc hồng tháp sơn, sau đó dùng giọng tán dương nói. Đồng chí bí thư Tử Quân, nhìn thấy một cán bộ thanh niên như cậu ngày càng trưởng thành mà tôi cảm thấy rất vui vẻ. Là một cán bộ đảng viên thì nhất định phải có nguyên tắc, chú ý đại cục, bỏ lợi nhỏ mà nắm ích lớn, trí tuệ phải dùng cho việc đại nghĩa, điều này cậu thật sự làm mạnh mẽ hơn so với những người khác. Tôn Lương Đống nói rồi có chút trầm ngâm, sau đó mới tiếp tục. Đã có phương án xử lý đồng chí Tiền Học Bân. Vương Tử Quân đã sớm nghe được vài tin tức xử lý Tiền Học Bân như thế nào từ phía Đậu Minh Nhạc, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Tôn Lương Đống, hắn cũng thức thời lộ ra vẻ chú ý. Thị ủy đã quyết định, đồng chí Tiền Học Bân nhiều năm qua công tác cẩn trọng, chịu nhiều mệt nhọc, cũng nên được hưởng phúc. Suy xét đến vấn đề sức khỏe của đồng chí Tiền Học Bân, vì thế mà sắp xếp đồng chí Tiền Học Bân đến làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Bí thư Tôn nói đến đây còn dùng giọng không ẩn giấu nói. Nhưng đồng chí Tiền Học Bân làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, cũng không có dấu ngoặc cấp chính huyện. Vương Tử Quân nở nụ cười, hơn nữa cười rất sáng lạn nói. Mặt trận Tổ quốc là một đơn vị cực kỳ quan trọng, tôi tin tưởng Phó Chủ tịch sẽ làm ra cống hiến lớn trên cương vị công tác mới. Bí thư Tôn, khối chính hiệp của thành phố thiếu nhân tài, lực lượng Mặt trận Tổ quốc của huyện chúng ta cũng nên được tăng cường, chúng ta có thể lựa chọn vài đồng chí trẻ tuổi vĩ đại để đưa vào công tác Mặt trận Tổ quốc. Nếu có những đồng chí trẻ tuổi như vậy gia nhập, Mặt trận Tổ quốc nhất định sẽ phát triển lên cục diện mới. Tôn Lương Đống biết rõ trò chính đã đến, Vương Tử Quân nói ra những lời quá hữu ích, đã coi như giấu đầu hở đuôi, đây mới là mục đích thật sự của hắn. Nhưng trước khi Vương Tử Quân nói ra thì Tôn Lương Đống đã có tính toán, lão rộng lượng vung tay lên nói. Bí thư Tử Quân nói không sai, tôi còn chưa kịp xem xét. Sao, cậu có người nào thích hợp sao? Bí thư Tôn, anh xem đồng chí Triệu Liên Sinh như thế nào? Vương Tử Quân cười hỏi. Vụ án Tiền Thiếu Phương tuy có liên quan đến Triệu Liên Sinh, nhưng Triệu Liên Sinh giống như sớm đã ngửi thấy mùi, ý thức được Tiền Thiếu Phương cuối cùng cũng sinh chuyện, vì vậy mà thật sự lưu tâm xử lý công tác, nhìn vào thật sự không thấy chút bệnh tật nào của Triệu Liên Sinh. Liên Sinh là đồng chí tốt, năng lực công tác quá rõ ràng, vậy hãy để cậu ấy lên cương vị công tác quan trọng, như vậy mới phát huy được tác dụng. Tôn Lương Đống cũng không có cảm tình gì với Triệu Liên Sinh, thế là dứt khoát đồng ý với Vương Tử Quân, coi như giải quyết dứt khoát. Vương Tử Quân ngồi trên ghế làm việc, hắn nhìn bản đồ trên bàn công tác. Chu Thường Hữu đứng bên cạnh hắn với gương mặt đầy chú ý, thỉnh thoảng giải thích một câu về những quy hoạch trên tấm bản đồ. À, không hổ danh là thiết kế đến từ Thượng Hải, sắp xếp rất tốt,
nhưng này thường hữu, anh nên liên hệ với nhóm người của tập đoàn Chính Hồng, để cho bọn họ lắp đặt thiết bị xử lý nước thải ở chỗ này. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về một phía ở phương Bắc nói. Thiết bị xử lý nước thải. Chu Thường Hữu thật sự là lần đầu tiên được nghe cái tên này, nhưng dù hắn có hiểu hay không thì vẫn cẩn thận cầm bút ghi lại vào trong sổ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu vì hành vi cẩn thận của Chu Thường Hữu, khi hắn chuẩn bị tiếp tục xem xét thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chu Thường Hữu vội vàng đi ra mở cửa, thì ra là Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành đi vào với gương mặt khách khí. Từ sai khi Triệu Liên Sinh bị điều đến mặt trận Tổ quốc huyện Hồng Bắc, Trương Dân Cường được Vương Tử Quân đề cử mạnh mẽ, thuận tiện trở thành chủ tịch xã Tây Hà Tử, đệ nhất phó bí thư, mà Cửu Gia Thành cũng thuận tiến một bước nhỏ, trở thành phó bí thư đảng ủy xã. Thật ra Vương Tử Quân muốn Cửu Gia Thành làm chủ tịch xã hơn, dù sao thì Cửu Gia Thành cũng là người đầu tiên đứng về phía hắn, là người của mình thì sẽ luôn có cảm tình hơn so với những người khác. Nhưng sau khi trầm tư suy xét thì Vương Tử Quân vẫn bác bỏ những sắp xếp của mình, hắn cho ra quyết định, lựa chọn Trương Dân Cường. Dù nói là phân biệt đối xử hay phân chia cũng tốt, đây đều là một loại sách lược cao minh, là sách lược có thể đoàn kết tất lực lượng đến bên mình. Bí thư Vương, thời tiết ngày càng lạnh, chúng ta cũng nên xem xét lại vấn đề sưởi ấm. Trương Dân Cường vào phòng rồi dùng giọng quan tâm nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười nói với Trương Dân Cường. Nên làm như vậy, Chủ tịch Dân Cường, trước mắt nếu tài chính của xã có dư giả, chúng ta sẽ đổi lại nồi hơi giữ ấm của ủy ban xã, sau đó chuyển đường dây giữ ấm đến từng phòng. Chúng ta cũng không thể không lo lắng đến vấn đề công tác của các đồng chí trong ủy ban, điều kiện văn phòng cũng nên đề cao một chút, không thể bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ được. Tốt, Bí thư Vương, tôi sẽ cùng thương lượng với Thường Hữu, sau đó sẽ báo cáo với anh. Trương Dân Cường lúc này hạ tư thái của mình xuống rất thấp. Hoàn toàn là thuộc hạ của Vương Tử Quân. Hắn biết rất rõ, Trương Dân Cường mình có thể làm chủ tịch xã là không thể nào thoát ly khỏi những đề cử của Bí thư Vương. Tuy nói về lý lịch thì Trương Dân Cường hoàn toàn đủ tư cách làm chủ tịch, nhưng nếu nói về phạm vi toàn huyện, dựa vào cái gì phải cho Trương Dân Cường tiến lên? Trong huyện có bao nhiêu người thỏa mãn điều kiện, huyện ủy sẽ đồng ý sao? Này, Chủ tịch Trương, đây là chuyện thuộc bổn phận của anh, chính anh xử lý là được. Những chuyện của khối chính quyền xã thì đảng ủy xã cũng không can thiệp, nếu không tính tích cực công tác phải nói thế nào. Vương Tử Quân phất tay, sau đó hắn nói với Cửu Gia Thành. Bí thư Cửu, chuyện điều chỉnh cán bộ trung tầng xử lý thế nào rồi? Cửu Gia Thành ngồi ở vị trí cách Vương Tử Quân không xa, hắn đang tự rót nước cho mình, dù không biến thành chủ tịch xã nhưng hắn vẫn rất mỹ mãn với vị trí hiện tại của mình. Hắn là phó bí thư quản lý công tác đoàn thể ở xã Tây Hà Tử. Trên có Vương Tử Quân tín nhiệm, dưới có các cán bộ trung tầng nịnh bợ, cuộc sống gia đình tạm ổn, xem như được làm dịu. Bí thư Vương, dựa theo nguyên tắc tuổi trẻ hóa, tri thức hóa, năng lực và ưu tiên kinh nghiệm, tôi đã liên hệ với ủy viên Lý và đưa ra một danh sách đề cử, anh cứ nhìn qua, sau đó cho ý kiến. Cửu Gia Thành vừa nói vừa cung kính đưa một phần danh sách cho Vương Tử Quân. Quyền nhân sự chính là quyền lợi lớn nhất, dĩ vãng Vương Tử Quân không động đến nhân sự. Chủ yếu là vì còn có mặt Triệu Liên Sinh, thời cơ cũng không quá đúng. Nhưng bây giờ toàn xã Tây Hà Tử đã bị hắn nắm trong tay, hắn cũng muốn điều chỉnh và thay máu những người hầu ở bên cạnh mình. Vương Tử Quân cẩn thận xem xét, sau đó hắn đưa danh sách sang cho Trương Dân Cường. Chủ tịch Trương, anh xem, anh có ý kiến gì thì cứ thương lượng với Gia Thành, lần này chúng ta điều chỉnh phải xuất phát từ góc độ công tác, phải làm tốt chuyện này mới được. Bí thư Vương cứ yên tâm. Chuyện này tôi và Gia Thành nhất định sẽ làm tốt. Trương Dân Cường thấy Vương Tử Quân cũng không muốn trộn lẫn vào sự kiện này, thế nên trong lòng càng vui vẻ. Dù thế nào thì Bí Thư Vương vẫn rất khoan dung, cũng không lên tiếng quá nhiều ở phương diện nhân sự, thế nên sẽ tăng thêm độ nặng trong lòng đám cán bộ ở bên cạnh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn giống như chợt nghĩ đến điều gì đó, thế là hỏi. Đồng chí Hào Vân Trung đã tiến vào đúng cương vị công tác chưa? Chủ tịch Cừu. Anh ta tiếp nhận vị trí công tác trước đó của anh, có gì chưa quen thì anh nên chỉ bảo nhiều hơn. Tuy Tiểu Hào còn trẻ nhưng cũng chăm chỉ hiếu học, cũng là mầm tương lai tươi tốt, bây giờ trên cơ bản đã tiến vào công tác. Cửu Gia Thành làm một hớp trà rồi nói. Hào Vân Trung đến xã Tây Hà Tử công tác không phải là vì Tôn Lương Đống lên tiếng, chính là Vương Tử Quân chủ động mở lời. Vương Tử Quân đã chìm nổi vài tháng quan trường, hắn càng thêm lão luyện, hắn xem Tây Du Ký và cho ra một kết luận. Hễ là những yêu quái có hậu trường đều được đón đi,
những yêu quái không có hậu trường thì một đòn chết chắc. Vương Tử Quân thấy ở xã Tây Hà Tử có hai vị trí phó chủ tịch còn trống, thế là hắn chủ động tìm Tôn Lương Đống, chỉ mặt gọi tên muốn Hảo Vân Trung. Điều này làm cho Bí Thư Tôn rất vui vẻ, lại càng cho ra lời khẳng định với công tác của xã Tây Hà Tử. Mà Hảo Vân Trung sau khi biết rõ nguyên nhân hậu quả từ miệng bố vợ, trong lòng thật sự bùng lên đủ mọi hương vị, không biết mình nên khó chịu hay vui vẻ. Sau khi đi vào xã Tây Hà Tử, hắn cực kỳ thức thời, xem như biết cách kẹp đuôi làm người, dù là bất kỳ chuyện gì cũng xin chỉ thị của Vương Tử Quân, những gì cần báo cáo thì nghiên cứu rất kỹ, tác phong cẩn mật, chuẩn bị chu đáo. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đang nói đến Hảo Vân Trung, đúng lúc Hảo Vân Trung, Tề Á Bân, Trác Trường Vĩ đi đến. Tề Á Bân bây giờ là phó chủ tịch xã, xem như tiến lên một bước so với chức vụ ủy viên trước kia, mà vị trí ủy viên tuyên truyền lại là của Trác Trường Vĩ. Bí thư Vương, tôi có một phần công tác muốn báo cáo với anh, không biết anh có thời gian rảnh không? Hảo Vân Trung nhìn vị bí thư còn trẻ tuổi hơn cả mình rồi dùng giọng cung kính nói. Sau khi đi vào xã Tây Hà Tử thì Hảo Vân Trung mới xem như biết được năng lực khống chế của Vương Tử Quân, lại càng cảm thấy mình quá chênh lệch với đối phương, cảm giác hận thù biến thành kính nể. Sau khi nghe Hảo Vân Trung báo cáo thì Vương Tử Quân chợt cảm khái, thầm nghĩ mình quá cường thế, Hảo Vân Trung này sự việc gì cũng lấy ra báo cáo, tuy hắn thấy Hảo Vân Trung chuyện bé xé ra to nhưng vẫn nở nụ cười thản nhiên. Hắn thỉnh thoảng chen vào một câu, để cho Hảo Vân Trung không phát sinh bất kỳ tình huống nào sai lầm. Sau khi đi ra khỏi văn phòng thì luồng gió bắc gào thét làm cho người ta phát run, Tiểu Tào đã sớm khởi động xe, hắn tranh thủ mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Chiều nay có cuộc họp trên huyện, Vương Tử Quân sẽ phải lên huyện làm chút chuyện, hắn muốn đi sớm một chút cho tiện. Vương Tử Quân ngồi trên ghế mềm sau xe, hắn nhìn lướt qua con đường hưu quạnh của xã Tây Hà Tử, tuy nơi đây vẫn còn lạc hậu nhưng nếu so với lúc hắn mới đến thì sạch sẽ tươm tất hơn nhiều. 4 tháng, mình đã trọng sinh hơn 4 tháng. Tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng vận mệnh của mình và vận mệnh của những người tương quan đã cải biến theo chiều hướng có lợi. Ủa? Vương Tử Quân đang đắm mình trong ký ức thì một hình bóng rậm chân trà tay đột nhiên lọt vào trong mắt, hắn nhìn Y Phong đang đứng run rẩy trong gió lạnh, không khỏi vung tay lên cho Tiểu Tào dừng xe lại. Xe jeep dừng lại trước người Y Phong, nàng mặc một áo lông màu vàng, phía dưới là một chiếc quần jean, trang phục mùa đông nhìn cơ thể mập hẳn lên nhưng vẫn khó thể che giấu được dáng người uyển chuyển. Lúc này gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo giống như bị gió bắc hong khô, bộ dạng có chút khó nhìn, giống như có chút lạnh, ngẫu nhiên hơi run như phát khóc. Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Vương Tử Quân cười với Y Phong, sau đó thản nhiên nói. Đi huyện thành, xe buýt sẽ đến ngay thôi. Y Phong thấy Vương Tử Quân thì thấy trong lòng có chút chua xót, vẻ mặt đỏ lên vài phần. Vừa lúc tôi đi về huyện, đi lên đây. Vương Tử Quân ngoắc tay với Y Phong. Tỏ ý mời nàng lên xe. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân muốn đến huyện thành thì Y Phong cũng không do dự mà trực tiếp tiến lên xe jeep. Những ngày này vì bận rộn chuyện của xã Tây Hà Tử, thế nên Vương Tử Quân cũng chưa từng gặp qua Y Phong, lúc này hắn nhìn bộ dạng phát run của nàng thì dùng giọng quan tâm hỏi. Cô về nhà sao? À, mẹ gọi điện thoại bảo em về một chuyến. Y Phong nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Đúng rồi, tôi nghe nói thành tích thi cử đã có. Thì thế nào rồi? Vương Tử Quân chợt nhớ đến chuyện thi vào ban ngành tòa án rồi cười hỏi. Cũng không tệ lắm, tôi đã báo cho tòa án, thành tích thi vết là hàng đầu. Y Phong dùng giọng hời hợt nói, trong mắt có chút kiêu ngạo nói không nên lời. Hàng đầu. Vương Tử Quân thật sự không nhìn ra, nhà đầu này lại có thực lực học tập tốt như vậy. Bí thư Vương đã từng cố chấp cho rằng phụ nữ trên đời này có hai loại, một là tài hoa hơn người, hoặc là dung mạo xuất chúng. Tất nhiên có tài thì không đẹp, đẹp thì không tài. Ví dụ những cô gái như Lâm Dĩnh Nhi, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi là cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ Y Phong với vẻ đẹp và tài năng làm cho Bí Thư Vương phải mở rộng tầm mắt, hắn không khỏi mở miệng cảm thán. Thi được như vậy thì tốt, đi thi cũng không dễ dàng. Chương 153, Thế Thân. Tiểu Tào chuyên tâm lái xe, lúc này nghe được lời tán dương của Vương Tử Quân thì cũng tiến vào góp vui. Cô Y. Nghe được cô có thành tích như vậy, tôi thật sự rất tâm phục, vì cả đời này tôi chưa từng xếp hạng đầu bao giờ, khi còn bé vừa nhìn vào sách là đau đầu, sau này lại không chịu đi học. Vì vậy mà cuối cùng tôi cũng tìm được một phương pháp rất tốt, cứ đến mỗi khi mất ngủ, chỉ cần mở sách giáo khoa ra xem, như vậy hai mắt sẽ híp cả lại, nửa giờ sau thì ngủ say o o.
Y Phong và Vương Tử Quân đều bị câu nói của Tiểu Tào làm cho nở nụ cười, Y Phong cảm thán nói. Ôi, tôi còn phải đi phỏng vấn, có thể đậu hay không còn chưa xác định, vì chức vụ này chỉ cần một người mà thôi. Y Phong nói đến đây thì có chút lo lắng. Chắc chắn sẽ tốt, chắc chắn sẽ tốt. Vương Tử Quân khẽ cười, sau đó dùng giọng chắc chắn để an ủi. Y Phong và Tiểu Tào nghĩ rằng Vương Tử Quân đang cổ vũ Y Phong, nhưng thực tế thì bọn họ cũng không biết người đàn ông này cũng không phải nói giỡn. Đừng nói thành tích của Y Phong đứng đầu kỳ thi, cho dù là nàng xếp ở vị trí cuối cùng thì hắn cũng có bản lĩnh cho nàng có suất vào trong tòa án tỉnh. Xe Jeep có gió ấm, thân hình đông lạnh của Y Phong cũng đã dần hồi phục. Nàng nhìn sang Vương Tử Quân mà mình ngày đêm mong nhớ ở bên cạnh, trong lòng bùng lên đủ mọi hương vị. Từ buổi chiều hôm đó, chính mình chủ động trao nụ hôn đầu tiên cho người đàn ông này, sau đó hắn giống như tiến vào thâm căn cố đế trong lòng nàng, chỉ là tên vô lại này giống như chỉ muốn chạy đến ăn một bữa cơm, sau khi ăn uống no đủ thì lau miệng bước đi, căn bản chỉ để lại cho chính mình phải ôm mối tình say đắm. Chính Y Phong thi vào tòa án, không phải muốn biểu hiện cho Vương Tử Quân xem sao. Y Phong lần này có biểu hiện khác thường, Vương Tử Quân nhìn vào trong mắt và hiểu rõ cô gái này có tâm tư gì. Nhưng hắn lạnh nhạt với Y Phong cũng có thiện ý, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều với nàng, vì nàng là một cô gái tốt, mình đã có Tần Hồng Cẩm, mình cũng không thể cho nàng một hứa hẹn gì khác, cần gì phải làm cho nàng thêm thương tâm. Bầu không khí trên xe không biết vì sao lại trở nên lạnh lẽo, Tiểu Tào cũng ý thức được có chút không đúng, thế là cũng không nói thêm điều gì, chỉ là chuyên tâm lái xe. Vì không muốn cho hai người ngồi phía sau thêm xấu hổ, thế nên hắn tiện tay mở nhạc, trùng hợp trên đài lại đang phát bài Bạn Đừng Khóc. Nói chung là bài hát này có thể làm cho người ta thương tâm, âm nhạc tiến vào trong lòng Y Phong, giống như nước biển thấm vào vết nứt trên thân thuyền, từng chút một. Một khúc hát còn chưa xong thì một cảm giác cô độc tập kích nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình hô lên hai tiếng Tử Quân rất yếu ớt, trong lòng trống rỗng, một âm tang kia giống như không có hồi âm. Giống như đâm vào xương cốt làm cho nàng cảm thấy đau đớn. Ngay sau đó cảm giác đau đớn bùng ra khắp toàn thân, nàng cảm thấy thương cảm trong lòng sặc lên mũi, sinh ra một cảm giác ê ẩm thấy muốn khóc. Cô về nhà sao? Vương Tử Quân thấy Y Phong trầm mặc không nói gì, trong lòng có chút không đành lòng, âm thanh phát ra có chút dịu dàng. Tôi đi đến Giang Viên. Y Phong khẽ nói ra hai chữ Giang Viên, sau đó nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, nàng cắn răng thật chặt. Một giọt sương trắng đọng trên khóe mắt nàng. Giang Viên chính là quán ăn cao cấp nhất của huyện Hồng Bắc, lúc này bãi đậu xe đã dừng đầy các loại xe, khí trời rét lạnh không những làm cho nhiệt độ Giang Viên hạ thấp xuống, căn bản càng thêm náo loạn. Y Phong mở cửa xe, nàng bình tĩnh áp chế cảm xúc của mình, nàng mỉm cười nói lời tạm biệt với Vương Tử Quân, đang chuẩn bị xuống xe thì nghe thấy một âm thanh vui sướng truyền đến. Phong Nhi. Y Phong vừa quay đầu thì thấy bố mẹ chạy xe đạp đến. Nàng vừa rồi cảm thấy rất uất ức, lúc này thấy người thân thì nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống. Bí thư Vương, cảm ơn anh đã đưa Y Phong về. Bố của Y Phong thấy Vương Tử Quân thì nhiệt tình nói, bàn tay tranh thủ mở gói thuốc vừa mua, muốn mời thuốc Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đối mặt với sự nhiệt tình của bố Y Phong, hắn tranh thủ thời gian xuống xe rồi dùng giọng lễ phép nói. Chú Y, chú không cần khách khí, cháu đến huyện thành làm việc, tiện đường đưa Y Phong về nhà luôn. Bí thư Vương, lúc này đã đến giờ trưa, cậu có việc gì không, nếu không thì chúng ta cùng đi dùng cơm. Bố của Y Phong lấy bật lửa ra, Vương Tử Quân nhanh chóng cầm lấy, sau đó chủ động đốt thuốc cho lão. Bố, người ta là cán bộ lãnh đạo, cả ngày bận rộn, nào có thời gian dùng cơm với những người dân chúng bình thường như chúng ta. Y Phong nổi nóng lên, trong giọng nói có chút oán hận, nàng khẽ nói với bố mình. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ nguyên nhân Y Phong nổi giận. Nhưng căn cứ vào thái độ phụ trách với nàng, hắn chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. Hắn vốn không có ý nghĩ dùng cơm với bố Y Phong, nhưng nhìn cặp mắt cụp xuống của nàng, vẻ mặt có chút thương cảm, thế nên cũng không đành lòng, cuối cùng gật đầu vô thức. Cháu cũng không có việc gì gấp, cháu xem như quấy rầy chú Y vậy. Y Phong không ngờ Vương Tử Quân lại sảng khoái đồng ý như vậy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, gương mặt chợt vui tươi như hoa. Nàng khẽ tiến lên giữ lấy tay của mẹ, vừa nói vừa cười. Giống như một cô bé tìm được món gì đó mình thích vậy. Bí thư Vương, Tiểu Phong còn nhỏ, hai bên có quen biết với nhau, nếu có chỗ nào gây phiền cho anh, cũng mong anh tha thứ cho. Chú Y vừa hút thuốc vừa dùng giọng chú ý nói. Vương Tử Quân cười đồng ý, hắn cũng không bày ra tư thái của lãnh đạo, điều này làm cho Y Phong đang dìu mẹ cảm thấy có chút căm tức,
Vài lần nàng quay đầu trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, Vương Tử Quân cũng bị Y Phong chọc cười, tâm tình chợt tốt lên rất nhiều. Cô Y, một tiểu tử hơn 30 tuổi, đầu cắt ngắn, bộ dạng nhìn qua rất có khí thế, rất dễ dàng làm cho người ta nhìn qua và liên tưởng đến tình huống người này có rất nhiều quyền lợi. Y Phong thấy người kia thì khẽ gật đầu, nhưng bố của Y Phong lại tiến lên một bước tranh thủ thời gian nói. Trưởng Khoa Tôn, anh khỏe chứ, đã để anh đợi lâu rồi. Trưởng Khoa Tôn có chút mất kiên nhẫn tiếp nhận thuốc của bố Y Phong. Anh Y, không phải tôi nói anh, nhưng sau này anh cũng nên có quan niệm về thời gian, nếu để cho trưởng phòng Tống và giám đốc Lý chờ đợi lâu, anh không biết xấu hổ sao. Chú Y bị người ta gian dậy trước mặt Vương Tử Quân, vì vậy mà trên mặt cũng có chút khó thể chịu được, nhưng vị trưởng Khoa Tôn này có địa vị cao tại nhà máy, lại là tâm phúc của giám đốc, tuy có chút hương vị cáo mượn oai hùm nhưng cũng không muốn đắc tội, tranh thủ thời gian pha trò mà thôi. Trưởng Khoa Tôn, anh nhắc nhở rất đúng, sau này tôi nhất định sửa, sẽ sửa. Trưởng Khoa Tôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn chú Y, trong lòng thầm nghĩ thôi đi, còn có về sau. Hừ, nói thì hay lắm. Hắn chợt xẹt mắt qua người Y Phong, khi nhìn thấy gương mặt tinh xảo của nàng thì con mắt sáng lên rất nhiều. Cô là Y Phong phải không? Nghe nói cô thi vào tòa án tỉnh với thành tích đứng đầu. Hi hi, rất tốt. Trưởng Khoa Tôn vừa nói vừa định duỗi tay bắt tay Y Phong. Y Phong thấy người thanh niên kia rõ ràng không tôn trọng bố mình, trong lòng cũng có chút chán ghét, lúc này thấy đối phương cười như một đóa hoa màu gà, càng có cảm giác tránh né. Khi Y Phong đang cảm thấy không yên thì Vương Tử Quân đã đưa tay đến, hắn chủ động bắt tay trưởng Khoa Tôn, sau đó nói. Chào trưởng Khoa Tôn. Trưởng Khoa Tôn bị một kẻ như Vương Tử Quân ngăn cản thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác nén giận, hắn tiện tay móc giấy vệ sinh ra, sau đó xoa xoa tay, lại khẽ gật đầu. Trưởng Khoa Tôn cũng không biết thân phận của Vương Tử Quân, lần này hắn biểu hiện khinh thường động tác của Vương Tử Quân rất đúng chỗ. Chú Y thấy bộ dạng mắt chó nhìn người thấp của trưởng Khoa Tôn, thế là cố tình muốn giải thích, vậy là xen vào theo bản năng. Trưởng Khoa Tôn, đây là... Vương. Chú Y vừa muốn giải thích thì Vương Tử Quân đã vung tay. Chú Y, cũng không có gì, đừng đặt nặng trong lòng. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến loại người như trưởng Khoa Tôn. Càng không có thời ghen rảnh rỗi nói chuyện và tức giận đối phương. Dưới sự dẫn dắt của thư ký Tôn, nhóm Vương Tử Quân nhanh chóng đi vào trong một đại sảnh tên là Hài Hòa, lúc này bên trong có hai người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, hai người kia ngồi uống trà và trò chuyện, có vẻ rất vui vẻ và hòa thuận. Trưởng phòng Tống, giám đốc Lý, anh Y đã đến. Trưởng Khoa Tôn lúc này cũng không có bộ dạng kiêu ngạo như trước, lúc này đi vào thì lưng đứng thẳng tắp đã cúi xuống rất sâu. À! Anh Y đến sao? Ngồi đi. Người đàn ông trung niên ngồi ngoài nhìn lướt qua đám người Y Phong, sau đó hắn tùy ý vung tay lên và thản nhiên nói. Cảm ơn lãnh đạo. Chú ý thấy người đàn ông trung niên kia thì cũng sinh ra cảm giác kính sợ, lão khom lưng theo bản năng, vì người này chính là lãnh đạo nắm vận mệnh của tất cả công nhân viên trong nhà máy. Giám đốc Lý khẽ gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục nói chuyện với trưởng phòng Tống, giống như căn bản không chú ý đến tình huống chú Y đi vào. Ngược lại thì trưởng phòng Tống lại dùng ánh mắt hứng thú nhìn thoáng qua đám người Vương Tử Quân. Anh Lý, anh nói đi. Trưởng phòng Tống rút ra một điếu hồng tháp sơn ở trước mặt, sau đó dùng giọng thản nhiên nói với giám đốc Lý. Giám đốc Lý khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía chú Y rồi nói. Anh Y, anh có thể sinh ra được một cô con gái tốt, thi vào tòa án tỉnh xếp hạng nhất, đúng là rất tốt, nói ra cũng làm cho nhà máy chúng ta có thêm mặt mũi. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của giám đốc Lý mà trong lòng thầm cười lạnh, thầm nghĩ hèn gì đối phương mời cả nhà chú Y đến Giang Viên dùng cơm, thì ra là vì vấn đề này. Đa tạ giám đốc đã khích lệ, đứa bé này ngoài học khá một chút thì mọi thứ khác đều rất bình thường, rất bình thường. Chú Y cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ dùng ánh mắt yêu thương nhìn em gái, lại dùng giọng khiêm tốn nói. Anh Y, anh cũng không cần quá khiêm tốn, những năm nay cũng không phải ai muốn thi là đậu. Tôi nói thật. Không phải cố ý làm khó anh, nhưng con gái anh thi với thành tích tốt, nhưng tòa án tỉnh cũng không phải nơi dễ vào. Anh nên biết sau đó là vòng phỏng vấn, anh cảm thấy với năng lượng của mình thì sẽ có thể cho con gái thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn sao? Chú ý vừa nghe được lời của giám đốc Lý thì trong lòng chợt có chút cảm giác lột bột, sau đó lại ngây cả người. Giám đốc Lý cũng không chờ chú ý há miệng, hắn tiếp tục nói. Đừng trách tôi nói lời không dễ nghe, nói thật. Anh Y chỉ sợ không thể làm được như vậy, nếu là có thì cũng chỉ là người như tôi mà thôi.
Khi thấy chú y không nói lời nào thì giám đốc Lý lại lên tiếng. Phỏng vấn không qua thì xem như uổng công thi cử, xem như mất đi cơ hội. Tôi nghĩ như vậy cũng xem như không quá hay, mà bây giờ thì cơ hội của anh đã đến, trưởng phòng tống của chúng tôi thấy anh cũng không dễ dàng gì, như vậy mới cho anh lựa chọn, xem anh có ý kiến gì không. Trưởng phòng tống vừa nghe giám đốc Lý nhắc đến mình thì trên mặt có nhiều hơn một chút biểu cảm bình dị gần gũi, lão khẽ gật đầu với chú y, nhưng cảm giác cao ngạo từ trong khung lại khó thể nào che giấu được. Chú y là người lớn tuổi, tất nhiên sẽ không tin trên đời có bữa cơm trưa miễn phí, lúc giám đốc Lý lên tiếng thì đã nhíu mày vài lần, nhiều lần phỏng đoán được lời nói của đối phương. Thấy chú y trầm mặc không nói lời nào thì giám đốc Lý càng tỏ ra khó coi, trong lòng thầm mắng, lão già này, còn giả vờ cái gì? Đợi sau khi qua vụ này, tôi sẽ cho anh một bài học, cho anh biết anh Lý này lợi hại thế nào. Giám đốc Lý thầm có quyết định nhưng trên mặt lại là nụ cười rực rỡ. Anh y, nghe nói con gái anh đang dạy học ở nông thôn. Một cô gái 10 ngày nửa tháng mới về nhà một lần, dù là hai anh chị muốn gặp con gái cũng không phải dễ dàng gì. Đây là chuyện nhỏ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sau này còn phải tìm đối tượng, không lẽ anh muốn con gái mình tìm rể nông thôn? Anh nói xem có đúng không? Chú y không tự giác được phải gật đầu, lão cũng mất không ít tâm tư với công tác của con gái, nhưng muốn điều con lên huyện thành, đối với một gia đình bình thường như lão thì thật sự rất khó khăn. Những năm nay dù bản thân mình có bản lĩnh cũng toi công, cũng không có biện pháp nào cả. Không phải, dù anh xếp hạng nhất nhưng phỏng vấn không quá khả quan thì cũng không thể nào vào trong tòa án tỉnh được. Anh y, có một câu như thế này không biết anh đã nghe qua chưa, đó là tùy cơ ứng biến. Ăn trông nồi ngồi trông hướng, chính mình có vài phần bản lĩnh thì nên nghĩ cho kỹ, thấy đủ thì tham gia, không thì thôi. Trưởng phòng tống có phương pháp trên tỉnh, có người trong tòa án tỉnh, đối với trưởng phòng tống thì chuyện này sẽ không có vấn đề. Giám đốc Ly lên tiếng, tất nhiên sẽ dùng giọng nịnh nọt chĩa về phía trưởng phòng tống. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của trưởng phòng tống, giám đốc Lý lại tiếp tục nói. Thiên Kim nhà trưởng phòng tống có độ tuổi không sai khác gì khuê nữ nhà anh. Đối tượng cũng ở trong tỉnh, nếu như không công tác ở trong tỉnh thì sẽ xem như hai người ở hai nơi. Vốn đã có sắp xếp đơn vị, nhưng cô gái này lại chỉ thích tòa án tỉnh. Anh y, tôi thấy không bằng thế này, anh nói khuê nữ nhà mình nhường lại chỉ tiêu phỏng vấn, mà trưởng phòng tống cũng không để anh mất không, anh ấy sẽ tìm cách điều y phong đến công tác ở trường tiểu học huyện thành. Anh y, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, các người nếu làm lãng phí cơ hội này, còn không bằng giúp người ta hoàn thành ước vọng. Vì như vậy, khuê nữ của nhà anh dễ dàng tiến vào công tác trong huyện thành, xem như nhất cữ lưỡng tiện, sao anh lại không làm? Anh nên tận dụng thời cơ, cũng không nên để nó tuột ra khỏi vòng tay. Giám đốc Lý nói đến đây thì rút ra một điếu thuốc, châm lửa cho mình, tiêu sái thổi ra một vòng khói, không gian chợt tĩnh lặng, chờ câu trả lời của chú y. Là thành tích của Phong Nhi, sao có thể chuyển đi được? Chú y thật sự có chút động tâm. Những chuyện này anh không cần lo lắng, anh y. Trưởng phòng tống đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần anh gật đầu, trên đời này sẽ có hai y phong. Giám đốc Lý khẽ bẻ ngón tay của mình, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Chú y đưa mắt nhìn vợ mình, hai bên trao đổi ánh mắt, sau đó lão lại nhìn qua y phong, tay liên tục đưa thuốc lên hít vào vài hơi, còn liên tục suy xét. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn giám đốc Lý, hắn chuẩn bị mở miệng, hắn cũng không muốn để cho chú y u mê đồng ý. Tôi không đồng ý. Y Phong dùng giọng nhàn nhạt nói, lời lẽ rất có khí phách, thật sự là chém đinh chặt sắt. Gương mặt giám đốc Lý chợt trầm xuống, Y Phong quyết đoán như vậy làm cho hắn cảm thấy bị mất mặt, hơn nữa lần này hắn làm việc cho trưởng phòng tống. Trưởng phòng tống tuy chỉ là một vị phó phòng, nhưng ở phương diện khác cũng giúp hắn xử lý được nhiều vấn đề. Anh Y, anh xem lời nói của nha đầu có đại biểu cho anh không? Tuy giám đốc Lý vẫn nói bằng giọng thân mật, nhưng trong đó ý nghĩa cưỡng bức vẫn rất rõ ràng. Dưới ánh mắt cưỡng bức của giám đốc Lý, vẻ mặt chú y chợt trở nên buồn bã, mà gương mặt trưởng phòng tống lại trở nên âm trầm. Bó, con đã là người lớn, chuyện của con do con làm chủ, dù là ai cũng không có quyền can thiệp. Y Phong đứng lên mạnh mẽ, nàng khẽ run rẩy, nhưng âm thanh lại kiên định nói không nên lời. Chương 154, cá và gấu không thể ở cùng nhau. Vương Tử Quân cũng ít nhiều hiểu về tính cách của Y Phong. Cô bé này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng từ sâu trong lòng lại có một cảm giác kiên cường cực kỳ mạnh mẽ, chính hắn cũng không ý thức được nàng hấp dẫn mình chính là vì điểm này, mà bản thân hắn đến bây giờ chẳng qua còn chưa phát hiện ra mà thôi.
Giám đốc Lý, có lẽ con gái tôi thi thứ này cũng bỏ ra khá nhiều công sức, anh xem, nếu như cứ như vậy mà ném cho người ta, cũng coi như có hơi quá. Chú Y liếc mắt nhìn con gái, sau đó tình cảm chợt bùng lên chiếm thượng phong, lão nhanh chóng biểu hiện thái độ của mình. Hừ, trưởng phòng Tống trầm mặt xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất khó chịu. Giám đốc Lý là thuộc hạ của trưởng phòng Tống, lúc này càng giống như lột bỏ bộ mặt ôn hòa vừa rồi, hắn thở hổn hển nhìn về phía chú Y. Anh Y, anh nghĩ lại mà xem, nên tận dụng thời cơ lần này, nếu mất đi sẽ không đến một lần nữa. Chưa nói đến chuyện mất đi cơ hội, sợ rằng còn mang đến cho mình những hậu quả không tất yếu. Khi thấy hai vị lãnh đạo mất hứng thì trưởng khoa Tôn chợt lên tiếng, coi như tận tình khuyên nhủ chú Y. Có hậu quả gì sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hất hàm vênh mặt của trưởng khoa Tôn, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo, hắn dùng giọng mỉa mai hỏi. Có hậu quả gì? Không phải là người nào cũng có thể đắc tội, tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, anh Y, anh đã rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt, tôi cũng chỉ có thể thành toàn cho anh. Bắt đầu từ ngày mai, anh xuống xưởng làm việc, nhà máy của tôi cũng không nuôi người rảnh rỗi. Giám đốc Lý cười hì hì dùng giọng thản nhiên nói. Cho bố mình xuống xưởng, rõ ràng là bắt bố mình chịu tội. Y Phong biết rõ hoàn cảnh làm việc trong xưởng, thế cho nên gương mặt kiên nghị cũng không khỏi biến đổi. Hừ. Tôi hôm nay xem như có thêm kiến thức, lãnh đạo nhà máy xem ra thật sự rất uy phong, anh xác định mình có năng lượng lớn như vậy sao? Thứ gì người khác có cũng có thể cướp đoạt được. Tốt, tôi trước tiên đề tỉnh anh một câu, chỉ tiêu của Y Phong không những không cho các người, hơn nữa cô ấy còn nhất định thi vào trong tòa án tỉnh. Còn công tác của chú Y, tùy các người muốn nghĩ thế nào, các người cũng đừng hòng ép chú ấy phải xuống xưởng công tác. Vương Tử Quân thật sự không thể nào tiếp tục nghe lọt tai. Hắn đứng lên dùng giọng không khách khí nói. Trưởng phòng Tống và giám đốc Lý đều là loại người quen nghe nịnh nọt, lúc này thấy thái độ của Vương Tử Quân còn mạnh hơn cả mình, thế là giật mình và tái mặt. Tiểu tử, cậu thật sự là rất lớn lối, gió lớn sẽ đau đầu lưỡi, tôi muốn thỉnh giáo xem cậu công tác ở nơi nào. Trưởng phòng Tống không hổ danh là người công tác lâu năm, trong lòng thầm nghĩ, người này hoặc là lỗ mãng hoặc là một kẻ có gốc rễ sâu, nếu không sao lại có thể ăn nói theo kiểu như vậy. Thế là lão khôi phục lại vẻ nhàn nhã, lão dụi điếu thuốc trong tay rồi cười nói. Biết đâu tôi có quen biết với lãnh đạo của cậu, còn thuận tiện giúp cậu đổi một phần công tác. À, trưởng phòng Tống nói đúng, cậu nếu đã xả giận bừa bãi như vậy, rốt cuộc là công tác ở đâu? Giám đốc Lý nghe rõ vấn đề của trưởng phòng Tống, bây giờ ở bên cạnh thêm mắm dặm muối. Trong lòng hắn thầm cảm thán, lãnh đạo chính là lãnh đạo, sách lược trị người cũng cao hơn người khác cả bậc. Y Phong không ngờ hai người này lại nhắm vào Vương Tử Quân, tuy nàng biết rõ hắn là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, nhưng vẫn không muốn vô duyên vô cớ tìm đối thủ cho hắn. Nàng đang chuẩn bị dàn xếp và khuyên nhủ Vương Tử Quân, nhưng hắn lại cười điềm nhiên cười ha hả như không có vấn đề gì. Tôi không phải là kẻ bị tình nghi, có gì mà cần phải trốn tránh. Tôi mỗi ngày đều trợn mắt, bận tối mắt tắt đèn, ước gì các anh có thể thay đổi công tác của tôi, các anh nói thì cũng nên có trách nhiệm. Vương Tử Quân hắng giọng một cái rồi nghiêm trang nói. Tôi tên là Vương Tử Quân, công tác ở ủy ban xã Tây Hà Tử. Sao, Vương Tử Quân, xã Tây Hà Tử? Giám đốc Lý lúc đầu cũng không để ý, nhưng những chữ kia được nối lại với nhau cũng làm cho hắn ý thức được điều gì đó. Hắn nhìn người thanh niên hiên ngang trước mặt, ánh mắt đối phương lại quá lạnh, cằm cứng cỏi, thế là lập tức sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Vương Tử Quân, Vương Tử Quân. Giám đốc Lý thì thào ba chữ kia, trong lòng chợt có hình bóng một người. Khi giám đốc Lý đang lo lắng thì vẻ mặt trưởng phòng Tống cũng trở nên cực kỳ khó coi, hắn là một người trong thể chế, hắn biết rõ về Vương Tử Quân, tất nhiên đây là loại người khó dây vào. Tiền học bân trước kia diễu võ dương oai nhưng rơi vào tay Vương Tử Quân cũng rơi đài như thường, mình chỉ là một vị phó phòng, nào lấy đâu ra bản lĩnh để phân cao thấp với đối phương. Nói như vậy anh chính là bí thư Vương Tử Quân của xã Tây Hà Tử. Trưởng phòng Tống có chút chột dạ, lão dùng giọng thăm dò hỏi Vương Tử Quân. Huyện Hồng Bắc còn Vương Tử Quân nào khác sao? Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng với trưởng phòng Tống, sau đó hắn đứng lên. Chuyện này nên dừng ở đây, tôi không hy vọng có bất kỳ chuyện gì phát sinh, nếu không mọi người cũng không thoải mái. Trưởng phòng Tống đỏ mặt tía tai, khi Vương Tử Quân đứng lên thì cũng thức thời đứng lên theo, lão cung kính nói. Bí thư Vương, chuyện này là tôi hồ đồ. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, anh cứ yên tâm, việc này là tôi sai,
sau này nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng. Chú Y và vợ nhìn tình hình biến đổi mà có chút không kịp phản ứng, nhưng bọn họ vẫn theo chân Vương Tử Quân, ai cũng đứng thẳng người oai hùng ra khỏi phòng. Trưởng phòng Tống nở nụ cười khách khí tiễn chân nhóm Vương Tử Quân, mãi đến lúc không còn thấy bóng lưng của Vương Tử Quân mới vô lực ngồi xuống ghế. Trưởng phòng Tống, anh xem, việc này nên. Giám đốc Lý có chút lo lắng. Cút đi. Trưởng phòng Tống mắng giám đốc Lý một câu, sau đó nghênh ngang bỏ đi, cũng không có tâm tư đưa mắt nhìn giám đốc Lý. Nhà ga thành phố Giang Thị. Xe lửa chạy ra khỏi nhà ga phát ra những âm thanh rầm rập, Vương Tử Quân nhìn đoàn xe lửa chạy đi như bay mà không ngừng vung vẫy bàn tay, nhưng chỉ sau chốc lát thì chiếc xe lửa như rồng lửa phun sương, mang theo Y Phong và mọi người biến mất giữa đất trời. Y Phong đi, mang theo một vali màu vàng. Đích đến của Y Phong chính là một trường đại học tư pháp, nàng sẽ bắt đầu một năm rưỡi học tập và huấn luyện, chủ yếu là bồi dưỡng những vị thẩm phán trẻ như bọn họ, sau khi kết thúc ngoài có được văn bằng chính quy, còn có thể trực tiếp công tác, coi như là một trong những quan tòa trong khối tư pháp của tỉnh. Tuy chỉ là đi một thời gian ngắn nhưng Vương Tử Quân cảm thấy giống như sinh ly tử biệt, hắn có chút cảm giác buồn vô cớ. Sau khi có quan hệ da thịt với Tần Hồng Cẩm, hắn cố gắng lảng tránh Y Phong, hắn không muốn làm cho nàng đau lòng. Nhưng mỗi khi nàng đứng trước mắt hắn, hắn lại cảm thấy nàng như một cục nam châm, cảm giác muốn cắt bỏ đi nhưng lại cứ bùng lên rối loạn. Cá và gấu không thể nuôi cùng. Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt đầy ngưng trọng và cố nén giọt nước mắt của Y Phong khi phải đi, hắn chậm rãi mở một tờ giấy nhỏ mà nàng đã nhét vào tay hắn lúc vừa rồi. Tờ giấy trắng bị nắm chặt mà nhăn nhúm, giống như còn mơ hồ thấy được đầy vệt nước mắt, vài dòng chữ xinh đẹp chợt xuất hiện, em muốn anh chờ em sẽ quay lại. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ mà giống như thấy được khung cảnh trên đường nhỏ ở xã Tây Hà Tử, một cô giáo đứng ra chặn đường xe jeep của mình. Cũng giống như thấy được tình huống lúc các thầy cô giáo kéo đến vây công ủy ban xã, có một cô giáo viên đứng ra bao che cho mình. Còn nữa, vào buổi chiều bầu trời chỉ còn sót lại những tia nắng cuối cùng, có một cô gái nhào về phía mình và trao nụ hôn ấm nồng, bên tai giống như còn vang lên tiếng nỉ non của nàng, em muốn ôm anh một cái. Nước sông lặng lẽ xuôi dòng, không một tiếng động, mang theo biết bao nhiêu năm tháng, tính mạng một con người cũng dần trôi như dòng sông. Vẫn rất bình tĩnh, nhưng lúc nào cũng trôi về phía trước. Trong suy nghĩ mâu thuẫn của Vương Tử Quân, Y Phong tuy chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng hắn vẫn không thể nào liên hệ nàng với phương diện người yêu. Y Phong thường xuyên hiện ra trong mộng của hắn với vẻ đẹp thánh thiện, nhưng trong hiện thực hắn vẫn tránh né nàng. Nàng rõ ràng có chút thất vọng, mặt lạnh đi khá nhiều, mỗi khi hai người gặp mặt thì có nhiều lúc không nói lời nào, có chút cảm xúc thương cảm, hắn biết nàng hiểu, mà hắn cũng hiểu. Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía trước theo dòng người hối hả, hắn vất vả lắm mới ra khỏi nhà ga, sau đó hắn dần tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn gió bắc gào thét thổi xuống, nhìn đám người đông đúc xuống nam lên bắc, trong lòng hắn dần bình tĩnh trở lại. Nên đi thì sẽ đi, còn lại thì sẽ ở lại, thứ duy nhất không thể tiêu tan chính là không thể biết được kết quả cuối cùng, cuộc sống vừa nặng nề vừa lặng lẽ, cũng có thể là áp lực và hạnh phúc. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra và bấm số của Tần Hồng Cẩm. Hai tiếng tút tút vang lên, một âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai Vương Tử Quân. Sau khi hai người hoan ái, Vương Tử Quân quay về thành phố Giang Thị phần lớn là ở cùng Tần Hồng Cẩm. Người phụ nữ này xinh đẹp quyến rũ như tinh linh, làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp. Vừa nghe nói Vương Tử Quân đang ở thành phố Giang Thị thì âm thanh của Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia chợt có chút tiếc nuối, vì nàng bây giờ đang ở ngoài tỉnh, vì đang đàm phán với một bên về chuyện gia nhập liên minh. Nhưng nàng ở đầu dây bên kia cũng kêu lên vài tiếng chồng rất tha thiết, lại còn nói ra những lời tâm tình như em nhớ chồng, điều này làm cho những phiền muộn trong lòng Vương Tử Quân giảm đi rất nhiều, tâm hồn cũng thư thái hơn. Tần Hồng Cẩm thao tác trên thị trường chứng khoán theo những gì Vương Tử Quân chỉ bảo, thế là có được một phần tài chính xa xỉ, lúc này siêu thị Quân Thành có được một lượng tài sản lớn giúp đỡ, từng bước khuếch trương tiến độ ở tỉnh Chiết Giang. Anh hỏi em yêu anh thế nào, em nói yêu anh bằng cả con tim. Tiếng cao uyển chuyển truyền đến, một siêu thị trong liên minh của siêu thị Quân Thành chợt hiện ra trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn số lượng khách nườm nượp, các hạng mục công tác đầu vào đấy mà không khỏi cảm thấy vui mừng. Dù bản thân hắn không tự thao tác, nhưng đây là một tụ điểm bán lẻ xuất hiện đầu tiên ở thành phố Giang Thị, chỉ cần trải qua vài năm vất vả kinh doanh, sợ rằng thị trường bán lẻ ở đây sẽ hoàn toàn nằm trong tay mình. Khi Vương Tử Quân định vào trong siêu thị để đổi gió thì chuông máy nhắn tin vang lên. Vì lúc này tín hiệu điện thoại vẫn còn chưa tốt,
thế cho nên cũng không thể nào vứt bỏ máy nhắn tin được. Vào thời điểm này có một chiếc máy nhắn tin cũng đủ biểu hiện thân phận con người thế nào rồi. Khi Vương Tử Quân đang cầm máy nhắn tin lên xem, bốn phía có không ít ánh mắt hâm mộ nhìn vào. Hắn đã sớm nhìn quen những ánh mắt thế này, trong lòng thầm cười, vì chỉ sau vài năm nữa thứ này sẽ giống như dây buộc cổ chó, sẽ biến thành chiếc điện thoại di động, không biết khi đó mọi người sẽ có ý nghĩ gì với những người dùng máy nhắn tin vào lúc này. Nơi nào, Tôn Khải? Vương Tử Quân nhìn vào tin nhắn, hắn cất bước tìm một địa điểm vắng vẻ gọi điện thoại cho Tôn Khải. Alo, Tôn Khải, sao vậy, muốn mời tôi đi uống rượu sao? Vương Tử Quân thấy điện thoại vừa nối thông thì dùng giọng trêu chọc nói. Nhưng Tôn Khải ở đầu dây bên kia thật sự không có hứng nói lời vui đùa với Vương Tử Quân, hắn dùng giọng lo lắng như lửa đốt nói. Vương Tử Quân, cậu ở đâu, tôi nói cho cậu biết, Hoắc Tiểu Yến xảy ra chuyện rồi. Hoắc Tiểu Yến xảy ra chuyện. Vương Tử Quân không khỏi sững sờ. Hoắc Tiểu Yến là một cái tên trong ký ức của hắn, bây giờ chợt xuất hiện từ sâu trong tâm linh. Tuy kiếp trước hai người cũng không thể non hẹn biển, nhưng bọn họ dù thế nào cũng cùng chung hoạn nạn, cũng cùng nhau đi qua nửa đời người. Sao vậy? Giọng điệu của Vương Tử Quân không khỏi có chút run rẩy, hắn sợ mình có một thay đổi nho nhỏ sẽ mang đến cho Hoắc Tiểu Yến một tai nạn đáng sợ. Không biết, chẳng qua khi đang học thì cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Tôn Khải dùng giọng sốt ruột nói. Ngất xỉu. Vương Tử Quân chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn hỏi ngay. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu. Vương Tử Quân nói rồi vẫy taxi. Cậu đang ở Giang Thị sao? Vậy thì tốt quá, cậu mau đến bệnh viện thành phố, tôi ở cửa ra vào chờ cậu. Tôn Khải nghe nói Vương Tử Quân đang ở thành phố Giang Thị thì vung tay lên nói. Tài xế được Vương Tử Quân hứa sẽ trả tiền gấp đôi, thế là chạy đi với tốc độ thần tốc, chỉ một lát đã đến bệnh viện Giang Thị. Trong lúc tài xế còn đang nói thối tiền, Vương Tử Quân đã nóng lòng xuống xe. Tôn Khải đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, tuy trong tay kẹp một điếu thuốc nhưng cũng không hút, trong hành lang còn có một cô y tá khá xinh, nàng đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay Tôn Khải. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy Tôn Khải thì Vương Tử Quân chợt bắt lấy tay rồi vội vàng hỏi. Không biết nguyên nhân gì, chỉ là té xỉu lúc đang học. Thư ký giống như cảm thấy mình không làm tốt sự phó thác của Vương Tử Quân, tâm tình có chút mất tự nhiên. Vương Tử Quân vốn rất nóng ruột nhưng bây giờ đã bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Tôn Khải rồi an ủi. Có lẽ không có chuyện gì. Chỉ mong là như vậy. Hai người nói xong thì trầm mặc, chỉ còn lại thời gian chờ đợi buồn chán. Nửa giờ trôi qua, một bác sĩ đi ra. Hắn nhìn bộ dạng nóng lòng như lửa đốt của Vương Tử Quân và Tôn Khải mà lên tiếng trách mắng. Hai người các anh là thế nào vậy? Đúng là, tuổi trẻ nhưng không đầy đủ chất, các anh cũng đừng xem thường tình huống này, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ sinh bệnh mãn tính. Bác sĩ phê bình nghiêm khắc làm cho Tôn Khải và Vương Tử Quân đều ngây người, nhưng sau đó hai người lại nở nụ cười thoải mái, không đủ dinh dưỡng sao? Vậy thì quá tốt. Quân tử, thật sự xin lỗi, tôi chỉ biết nghĩ đến mình. Chưa từng quan tâm đến Hoắc Tiểu Yến, cậu xem việc này. Sau khi bác sĩ bỏ đi, Tôn Khải xấu hổ làm kiểm điểm với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này cũng thật sự hối hận không thôi, nghĩ đến chuyện không đủ chất dinh dưỡng thì hắn hiểu ra vấn đề. Hoắc gia không có tiền, bây giờ Hoắc Tiểu Yến đến học ở tỉnh thành, càng không có thứ gì cho nàng. Dựa theo tính tình của nàng, ngoài trừ tiết kiệm chi tiêu ăn uống, hắn thật sự không nghĩ nàng còn biện pháp nào khác. Anh Khải! Điều này cũng không thể trách anh, nếu nói sơ ý chủ quan, chỉ có thể trách tôi. Vương Tử Quân vỗ vỗ vai Tôn Khải rồi dùng giọng hỗ thẹn nói. Tôn Khải cười cười, hắn cũng không nói gì nữa. Hai bên là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, đôi khi hai người cũng không cần nói thêm điều gì, trong lòng đều có ăn ý. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, bố tôi vừa gọi điện thoại, thúc tôi nhanh lên. Cậu cứ ở đây trèo trống, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn học của cô ấy. Đến tối sắp xếp quan tâm đến cô ấy. Tôn Khải lại khôi phục bộ dạng không tim không phổi, hắn bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Trong phòng bệnh, có một cô gái nằm trên giường, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người nhưng lúc này gương mặt có vẻ tái nhợt vô lực. Vương Tử Quân nhìn cô gái mà thương yêu chôn giấu trong lòng không tự chủ được phải bùng lên, cô bé này như một chiếc thuyền cô độc, vẫn bất lực như vậy, vẫn gầy yếu như thế, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm xuống. Tuy vận mệnh đã sắp xếp Vương Tử Quân và cô gái này rời xa nhau, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn xem nàng là người thân của mình.
Hắn vươn tay ra theo bản năng, khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, nước mắt chảy dài như một dòng sông nhỏ. Khi Vương Tử Quân đang cực kỳ áy náy thì hai mắt nhắm chặt của cô bé chợt mở ra. Khi ánh mắt của cô gái còn ở trong giai đoạn mê ly và hoảng hốt, nàng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình mơ hồ có chút chua xót và ám ảnh không gian. Hoắc Tiểu Yến cũng không hiểu vì sao khi mình thấy mặt người đàn ông kia thì lại sinh ra cảm giác ê ẩm muốn khóc, nhưng trí nhớ nói cho nàng biết mình không nhận ra người này, nhưng trong cảm giác, nàng lại thấy hắn như người thân của mình, giống như rất xa, cũng giống như rất gần. Hoắc Tiểu Yến muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nàng lại sợ tất cả chỉ là một giấc mộng, nàng thích cảm giác này, thích người đàn ông này khẽ ngồi xuống yên lặng bên giường của mình. Hai người yên lặng không nói gì, trong phòng bệnh chợt trở nên yên tĩnh. Chương 155, cán bộ là một viên gạch nên chuyển vào đúng thời điểm. Cũng không biết bao lâu sau, có tiếng gõ cửa phá vỡ không khí yên lặng, sau đó hai cô gái trẻ tuổi đi vào, bộ dạng rón ra rón rén. Vừa vào cửa thì một cô gái đã khẽ ai oán nói. Này, hôm nay thật xui xẻo, không nên cho mình đến trực, vì buổi tối còn có một cuộc hẹn. Được rồi, Tiểu Vân cô cũng đừng nói nữa, dù thế nào thì Hoắc Tiểu Yến cũng là bạn học của chúng ta. Bạn bè sinh bệnh thì chúng ta cũng nên chung tay góp sức chứ. Cái gì, mình không kém cô ấy, cũng không nợ cô ấy. Hai cô gái bàn tán và chợt phát hiện Vương Tử Quân ngồi trước giường bệnh, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người mình. Cái nhìn soi mói của hắn làm cho hai cô gái khẽ run lên, trong lòng thầm sinh ra cảm giác bất an. Chuyện gì vậy, mình sao lại sợ hắn? Dù thấy giáo sư thì mình cũng không sinh ra cảm giác này. Hai cô gái còn chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc này cả hai đều cảm thấy rất kỳ quái. Hai cô chính là người mà Tôn Khải nói sẽ đến chăm sóc Hoắc Tiểu Yến sao? Tôi là bạn của Tôn Khải. Vương Tử Quân khẽ cười với hai cô gái, lúc này nụ cười cực kỳ sáng lạn. Hai cô gái vội vàng chào hỏi Vương Tử Quân, Tôn Khải đã trở thành bí thư đảng ủy khối trong trường, cũng là một đại nhân vật đối với những cô gái này. Sau khi nói vài lời đơn giản với hai cô gái, Vương Tử Quân tiếp tục. Tôn Khải nói có hai phần tử đang tích cực để được gia nhập đảng, trường các cô hình như chỉ tiêu vào đảng cũng rất nhiều phải không? Hai cô gái nghe được lời này thì không khỏi ngây người, hèn gì đưa hai người mình đến đây, thì ra là trải thảm cho công tác vào đảng của mình. Nghĩ đến tình huống giảng viên Tôn dùng trăm phương ngàn kế bày cách cho mình vào đảng, có nhiều học sinh như vậy, cần gì phải chọn mình? Thế là cả hai đưa mắt nhìn nhau, tranh thủ bận rộn, giống như thật sự xin lỗi những lời đề cử của giảng viên Tôn vậy. Nhìn hai cô gái bị mình nói vài lời làm cho năng động hẳn lên, Vương Tử Quân chợt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đám cán bộ cứng đầu dưới xã còn bị mình thu phục, đối phó với hai cô gái không hiểu thế sự thế này không phải còn dễ hơn một bữa ăn sáng sao. Nhưng Vương Tử Quân cũng không được thấy tình huống vừa rồi, khi mình nở nụ cười thì cô gái nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt cũng lộ ra nụ cười nhạt. Vương Tử Quân để lại 300 đồng và rời khỏi bệnh viện, hắn vốn muốn ở lại một thời gian ngắn. Nhưng nghĩ lại thì chọn phương án rời đi. Nếu đã quyết định muốn rời xa, cần gì phải cho nàng biết rõ sự hiện hữu của mình. Nhưng Vương Tử Quân có tính toán như vậy cũng căn bản không phát hiện ra một vấn đề, đó là cô gái trên giường bệnh đã sớm mở mắt ra, cũng đã sớm khắc ghi hình bóng của hắn vào trong đầu. Những hạt tuyết phủ xuống khắp mặt đất, Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc ấm áp như mùa xuân, hắn đọc văn kiện trong tay, càng lúc càng trầm ngâm. Nội dung phần văn kiện này chính là vì chuyện tuyển chọn các cán bộ tuổi trẻ, vì muốn xúc tiến phát triển những khu vực đói nghèo mà phòng tổ chức tỉnh ủy muốn cử những nhóm cán bộ từ các khu vực phát đạt đến những huyện nghèo khó trong tỉnh Chiết Giang để giữ chức trong thời gian 1 năm rưỡi, coi như giúp đỡ quê nghèo xây dựng và phát triển. Đối với đa số cán bộ thì đây cũng không là chuyện gì tốt, vì bị ném từ một địa phương ưu việt đến xã nghèo huyện nghèo, rất nhiều người khó thể chịu được khổ cực như vậy. Nhưng ánh mắt Vương Tử Quân cũng không chú tâm vào những nội dung này. Hắn chỉ nhìn vào một câu, cấp bậc hành chính tăng lên một bậc. Những chữ vô cùng đơn giản này làm cho tâm tư của Vương Tử Quân chợt sinh động, hắn bây giờ là cấp chính khoa, nếu cấp bậc hành chính tăng thêm một bậc sẽ là cấp phó ban. Tuy Vương Tử Quân có bối cảnh, có người ở sau lưng, nhưng hắn mới làm bí thư đảng ủy xã được vài tháng, muốn tiến lên phó ban cũng cần phải đủ niên hạn, ít nhất cũng phải mất 2 năm nữa. Nếu tiến vào con đường làm quan, độ tuổi chính là một đặc điểm tốt. Đặc biệt là đến đúng giai đoạn quan trọng, độ tuổi càng tỏ ra vô cùng quan trọng. Trước mắt Vương Tử Quân còn ưu thế trẻ tuổi, nhưng sau này thì sao? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước, biết đâu ngày nào đó sẽ xuất hiện một cán bộ trẻ còn mạnh mẽ hơn cả mình.
Nếu lên cấp phó ban sớm hơn 2 năm, như vậy chẳng khác nào Vương Tử Quân bắt một chuyến xe sớm hơn, nếu muốn phát triển tốt trong quan trường, nếu muốn từng bước tạo ra kết quả khả quan thì cần con số và chiến tích. Đi về các địa phương phía Tây giúp đỡ huyện nghèo chính là một phần chiến tích mà chính mình có thể nắm lấy được. Vương Tử Quân đã có ý nghĩ như vậy, hắn cho ra quyết đoán, hắn lấy điện thoại và gọi ra ngoài. Alo, chào Bí Thư Tạ, tôi là Vương Tử Quân. Trên bàn làm việc của Bí Thư Tôn Lương Đống cũng có phần văn kiện kia, nhưng lão đối mặt với văn kiện này lại luôn vò đầu bứt tai. Dựa theo sắp xếp của phòng tổ chức thị ủy, huyện Hồng Bắc cần phái ra một vị cán bộ cấp chính khoa để tham gia hoạt động lần này, nhưng phái ai đi? Đây thật sự là một vấn đề làm cho người ta đau đầu. Dù là phái ai đi cũng đắc tội với người, hơn nữa chỉ cần vấn đề này được khai thông sẽ phát sinh tranh luận lớn ở hội nghị thường ủy, như vậy Tôn Lương Đống là bí thư huyện ủy càng khó xử. Nhưng tên đã lên dây, căn bản không thể không bắn, nghĩ lại gương mặt đen nhẻm của trưởng phòng tổ chức thị ủy, lãnh đạo vứt lại một câu, nói rằng có khó khăn cũng phải chịu, cần phải sáng tạo trong thời điểm khó khăn, những câu này làm cho bí thư Tôn cảm thấy phát run. Không phải ai cũng có thể mềm như quả hồng. Triệu Liên Sinh là một bí thư cũng có phương châm riêng của mình, lão bắt đầu nghĩ về những vị cán bộ chính khoa có thể bóp được. Cốc, cốc, cốc. Tiếng đập cửa khẽ vang lên, Tôn Lương Đống khẽ lên tiếng, đúng lúc thấy bí thư ủy ban tư pháp Tạ Xuân Lai đi vào. Khi Tiền Học Bân đến mặt trận tổ quốc thị ủy để dưỡng già, vài vị lãnh đạo được tiến lên một bậc thang, mà Tạ Xuân Lai thì tiếp nhận vị trí phó bí thư quản lý tư pháp của Hồng An Trạch, coi như là tồn tại thứ 5 trong huyện. Bí thư Tạ đến rồi đấy à, mời ngồi. Tôn Lương Đống cũng không dám lên mặt với Tạ Xuân Lai, lão nhấc mông đứng lên nghênh đón. Bí thư Tôn đang bận rộn gì sao? Tạ Xuân Lai dựa lưng lên ghế salon, sau đó hắn nở nụ cười hỏi Tôn Lương Đống. Tôn Lương Đống thở dài một hơi, cơ thể vốn có hơi mập hơn một chút ngồi xuống chiếc ghế chủ vị, sau đó dùng giọng bất đắc dĩ nói. Một huyện 700.000 người, tôi có thể không bận rộn sao? Ôi! Ai cũng nói làm quan thì tốt, nào ai biết cái khó của nó. Thư ký của Tôn Lương Đống đi vào rót trà cho Tạ Xuân Lai rồi nhanh chóng đi ra, Tôn Lương Đống nói tiếp. Bí thư Tạ, tôi rất ít khi thấy anh đến đây nói chuyện phiếm, anh có việc gì sao? Tôi nhắc nhở anh một câu, tôi lúc này thật sự không có tiền, cũng không có thể xuất tiền. Tôn Lương Đống tất nhiên là đang nói đùa, nhưng cũng thật sự nói rõ tình huống căng thẳng của phòng tài chính huyện, thời gian này ai cũng không sống khá giả. Sắp đến cuối năm, đủ loại sổ sách cần quyết toán, điều này làm cho hai vị lãnh đạo là Tôn Lương Đống và Ngưu Vạn Thần thật sự đau đầu. Nhưng đau đầu cũng không làm được gì, thiếu nợ thì trả tiền, đây là điều không thể nào tránh được, chỉ có thể cố gắng khâu vá cục diện mà thôi, có một bí quyết lúc nào cũng đúng, đó là kéo. Bí thư Tôn, xem ra anh thật sự bị đòi tiền quá nhiều rồi, nhưng anh yên tâm, hôm nay tôi không đến đây đòi tiền, tôi muốn nói với anh một chuyện. Tạ Xuân Lai nâng ly trà lên rồi khẽ khoát tay nói. Sao, anh cứ nói đi. Tôn Lương Đống cảm thấy hứng thú, lão ném một điếu thuốc cho Tạ Xuân Lai. Trong khu văn phòng của huyện, những cán bộ hút thuốc luôn chiếm đa số, mỗi lần mở hội nghị thì vị phó chủ tịch huyện là nữ duy nhất luôn bị khói thuốc bao quanh, rất khó chịu và sặc sụa. Nhưng Tôn Lương Đống và Ngưu Vạn Thần cũng là hai tẩu thuốc lớn, người khác cũng không biết nói gì hơn, vì thế dù hai phòng họp ra quy định không hút thuốc, nhưng ai cũng làm theo ý mình, liên tục hút thuốc nhả khói. Bí thư Tôn, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, Vương Tử Quân nhờ tôi một chuyện nhỏ, tôi đến nói với anh. Tạ Xuân Lai nhận lấy một điếu thuốc, nhàn nhã châm lửa, nhưng bí thư Tôn Lương Đống ngồi đối diện lại cau mày. Lão không thể nào đoán được Vương Tử Quân đang muốn làm ra trò gì. Bí thư Tôn, bí thư Vương nói mình đã làm tốt công tác ở xã Tây Hà Tử, lần này cần phái cán bộ đến phía Tây giúp đỡ dân nghèo. Ngàn vạn làn đừng đưa chỉ tiêu này vào tay cậu ấy. Cái gì, đừng bỏ vào tay cậu ấy. Tôn Lương Đống vừa nghe được lời này thì đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, lão căn bản không dám suy xét đến Vương Tử Quân, vì người này không dễ động vào, vì thế cũng không nên làm phiền đối phương. Lão tự giác đưa bí thư Vương ra khỏi tầm ngắm, nhưng bây giờ Tạ Xuân Lai lên tiếng lại làm lão hiểu ra vấn đề. Tiểu tử Vương Tử Quân chính là một cán bộ mà Tôn Lương Đống không thể trêu vào. Để hắn tiếp tục ở lại xã Tây Hà Tử sẽ không biết còn phát sinh những vấn đề gì, nếu bây giờ cho hắn đi theo lời hiệu triệu của tỉnh, rõ ràng là một cơ hội tốt. Nếu đẩy tiểu tử kia đi 2 năm, không phải mình sẽ được yên ổn 2 năm sao? Cho dù Vương Tử Quân kia có oán khí thế nào thì 2 năm sau Tôn Lương Đống sẽ an tâm hơn, mà lúc đó cũng không biết mình đang ở chỗ nào rồi.
Tôn Lương Đống Thầm có ý nghĩ rất nhanh chóng, lão nghĩ đến tình huống như vậy thì có chút cảm giác sùng bái chính mình, hai con ngươi loang loáng, lão dùng giọng thấm thía nói với Tạ Xuân Lai. Đồng chí Xuân Lai, tư tưởng này của Bí Thư Vương là không được, chúng ta đều là đảng viên Đảng Cộng sản, cần phải xung phong đi đến những nơi gian khổ hiểm nghèo. Anh không nghe nói câu, thấy khổ thì nghĩ về cuộc trường chinh, có mệt thì hãy nghĩ về các vị cán bộ tiền bối năm xưa sao. Trong thời kỳ mới, những đồng chí cán bộ trẻ tuổi ưu tú như Vương Tử Quân thì càng là một khối gạch cần tôi luyện, cần phải tiến thân vào những nơi gian khổ, như vậy mới có kinh nghiệm mưa gió, có sự từng trải. Tôn Lương Đống nói rất dõng dạc, nói mà máu nóng sôi trào, lão nhìn Tạ Xuân Lai đang ngồi kia không lên tiếng mà càng cảm thấy bội phục chính mình. Tạ Xuân Lai cũng không nói điều gì, nhưng trong lòng hắn lại thầm cảm thán. Vương Tử Quân thật sự quá quỷ quái, muốn đi nhưng lại nói lời không thật lòng. Hắn cũng chỉ có thể đến đây nói dùm mà thôi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mình vừa mở miệng thì Tôn Lương Đống đã lên tiếng quyết định ngay lập tức. Khi Tạ Xuân Lai rời đi với vẻ mặt bất đắc dĩ, Tôn Lương Đống càng cảm thấy phái Vương Tử Quân đi là quyết định sáng suốt, lão lại sợ đêm dài lắm mộng, thế cho nên ngay buổi chiều đã mở hội nghị thường ủy. Tôn Lương Đống nói ra ý kiến của mình trên hội nghị thường ủy. Các vị thường ủy khác đều giơ tay đồng ý với phương án cho Vương Tử Quân đi tham gia giúp đỡ các đơn vị nghèo. Tuy Vương Tử Quân gần đây rất hiên tĩnh, nhưng vài lần thấy hắn ra tay độc ác thì vị thường ủy nào cũng rất kiêng kỵ, thế cho nên khi xử lý công tác cũng cần xem xét có phát sinh xung đột gì với hắn hay không. Tiền Học Bân đã tiến lên khối mặt trận Tổ quốc thị ủy, Phó Bí thư Tiền Phát triển như diều gặp phải kết quả hôm nay, truy cứu nguyên nhân thì quá rõ ràng, thế cho nên không ai muốn đắc tội với Vương Tử Quân. Vì vậy một văn kiện bổ nhiệm được thông qua vô cùng thuận lợi ở huyện Hồng Bắc, khi Bí thư Tôn lớn tiếng nói tan họp thì ánh mắt Ngưu Vạn Thần đã rơi lên đồng hồ trên tường, thời gian không qua bao lâu, hội nghị thường ủy hôm nay chỉ hầu như diễn ra trong 3 phút. Bí thư Tôn, hai ngày nay tôi có chút không thoải mái, muốn đi Giang Châu khám xét một chút, trước tiên tôi nói với anh cái đã. Ngưu Vạn Thần mỉm cười đi đến trước mặt Tôn Lương Đống rồi khẽ nói. Chủ tịch huyện xin nghỉ, hơn nữa còn là đi khám bệnh. Dù thế nào thì Tôn Lương Đống cũng không thể cản được. Lão dùng giọng ân cần hỏi xem chủ tịch không thoải mái ở chỗ nào, cần phải an tâm dưỡng bệnh, không cần quá quan tâm đến công tác, sau đó sảng khoái đồng ý. Nhưng chủ tịch Ngưu Vạn Thần vừa đi thì Phó Bí thư Hồng An Trạch cũng đến xin nghỉ, nguyên nhân cũng là vấn đề sức khỏe. Chủ tịch Ngưu đau dạ dày, anh cũng không phải giống như vậy chứ. Tôn Lương Đống giống như có chút mất vui, lão dùng giọng không khách khí hỏi Hồng An Trạch. Không phải. Tôi và Chủ tịch Ngưu không giống nhau. Bí thư Tôn, tôi không phải đau dạ dày, tôi chẳng qua cảm thấy đi tiểu tiện có hơi khó khăn. Hồng An Trạch nói rồi chậm rãi đi về phía phòng làm việc của mình. Hai người Ngưu Vạn Thần và Hồng An Trạch chạy đi rất nhanh, căn bản là sợ Vương Tử Quân dây vào người mình, bọn họ không thể trêu vào thì cũng không nên đứng lại hứng chịu. Hai người này không muốn ra mặt, dù sao thì vấn đề tổ chức nhân sự cũng nên ném cho trưởng phòng tổ chức đi mà thực hiện. Tôn Lương Đống ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu, lão chuẩn bị gọi điện thoại cho trưởng phòng tổ chức huyện ủy, đúng lúc này phó phòng thường vụ phòng tổ chức chạy đến cầm một tờ đơn xin nghỉ việc nói. Bí thư Tôn, trưởng phòng của chúng tôi chợt sinh bệnh, đã vào bệnh viện. Tôn Lương Đống nghe thấy như vậy thì không khỏi cảm thấy mắc nghẹn, trưởng phòng tổ chức sinh bệnh vào lúc này, lão tất nhiên biết rõ đối phương có ý gì. Lão thầm mắng đám người này là cá trạch, kẻ nào cũng dối trá. Mọi người đều đã nghỉ bệnh, Tôn Lương Đống còn nói gì hơn. Cũng không thể đi xem Chủ tịch Ngưu có phải đau dạ dày, Phó Bí thư Hồng An Trạch có đi tiểu không thông hay không chứ. Vương Tử Quân đến thì cũng sẽ đi, mình còn sợ hắn sao. Chương 156, dòng nước xiết không tiến thì lui. Trong quan trường có một hiện tượng kỳ quái, càng là những chuyện cần được giữ kín sẽ càng lan truyền ra xôn xao. Hội nghị thường ủy vừa được tổ chức thì cả huyện đã biết tin. Người bên dưới đã nhận được đủ mọi tin đồn. Chưa đến một giờ sau khi tan họp thì các quan viên lớn nhỏ trong huyện Hồng Bắc đã xác định nhân tuyển đi đến địa phương khác giúp đỡ người nghèo là Vương Tử Quân. Đây là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, là một cán bộ cấp chính khoa trẻ tuổi nhất huyện Hồng Bắc, cũng là người có lực ảnh hưởng mạnh nhất. Huyện ủy xem như có trò hay để xem, Vương Tử Quân tình nguyện đi mới là lạ, người nào cũng biết đi đến các tỉnh phía Tây công tác đại biểu cho điều gì. Dù cấp bậc hành chính tăng lên nhưng nói về tổng thể thì chạy đến địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi cũng khó thể nào tạo ra được thành tích gì ra hồn. Nghĩ lại thì thấy rõ vấn đề, Vương Tử Quân thường hay ra tay đâm vào huyện ủy,
còn cường thế ép Tiền Học Bân tiến vào khối mặt trận Tổ quốc thị ủy, lần này sợ rằng cũng sẽ có vấn đề xảy ra. Thế nên nhiều người cảnh giác cao độ, chuẩn bị nhìn xem vị bí thư đảng ủy xã kia sẽ cho ra những hành động gì. Trong ánh mắt chờ đợi của tất cả cán bộ trong huyện Hồng Bắc, sáng hôm sau Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Tôn Lương Đống. Bí thư Tôn, vừa rồi Tiểu Triệu của phòng thông tin gọi điện thoại đến, nói rằng Vương Tử Quân đang chờ anh trong phòng. Tôn Lương Đống vừa ngồi lên chiếc Santana của mình thì thư ký đã dùng giọng rất chú ý để báo cáo. Hôm nay tâm tình của Tôn Lương Đống rất tốt, tối qua không biết có phải vì nguyên nhân đã quyết định điều Vương Tử Quân đi hay không mà cả người rất hào hứng, rất thoải mái. Thậm chí sau khi tắm nước nóng xong còn lên giường bàn luận một chút, mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thật sự rất sảng khoái. Nhưng năm tháng cũng không buông tha cho con người, bí thư Tôn tuy thể xác và tinh thần đều sung sướng, thậm chí tâm tình cũng rất thả lỏng nhưng sau một đêm mệt nhọc lại cảm thấy đau lưng. Lúc này lão dùng tay vỗ vỗ vào hông, chợt nghe thấy thư ký nói như vậy, bàn tay đang đấm xuống cũng dừng lại. Cậu nói gì? Tôn Lương Đống dù có sẵn sự chuẩn bị với vấn đề này, thế nhưng vừa nghe nói Vương Tử Quân tìm đến thì trong lòng vẫn kinh ngạc. Bí thư Tôn, Vương Tử Quân đang chờ anh ở phòng làm việc. Thư ký này tuy đến công tác bên cạnh Tôn Lương Đống chưa lâu, nhưng hắn lại rất hiểu tính tình của lãnh đạo, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại dùng giọng tôn kính nói. Ý nghĩ đầu tiên của Tôn Lương Đống chính là không muốn gặp mặt, nhưng nghĩ lại thì khác, tránh một lần chứ không tránh được cả đời, nếu như cứ mãi trốn tránh đối phương, tên này quính lên, biết đâu sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa việc này mà truyền ra ngoài, không phải làm mình mất thể diện sao? Lão xem xét lợi và hại, cuối cùng vẫn quyết định gặp mặt Vương Tử Quân. Đi, đến phòng làm việc. Bí thư Tôn vung tay lên dùng giọng rất có khí độ nói. Lái xe và thư ký không khỏi tỏ ra kính nể vị bí thư của mình, bọn họ là người bên cạnh lãnh đạo, tất nhiên biết rõ lãnh đạo cho ra quyết định như vậy là nguy hiểm và khó khăn cỡ nào. Thật ra hai người không biết khi xe phóng đi như bay thì Tôn Lương Đống thật sự rất hy vọng điện thoại sẽ vang lên, mong sao có vị lãnh đạo thành phố Giang Châu nào đó sẽ chịu kiến mình, như vậy hắn sẽ quay đầu chạy đi ngay. Đáng tiếc là trong thời gian 10 phút, chiếc điện thoại trước nay thật sự chưa từng rảnh rỗi lại giống như bị hư hại, không cho ra chút âm thanh nào. Tôn Lương Đống nhìn về phía chiếc điện thoại lần thứ ba, vẫn không có gì thay đổi, thế là lão chỉ có thể thở dài, lão nhìn lá cờ đỏ tung bay trong sân khu văn phòng huyện ủy. Không khỏi cất bước về phía phòng làm việc của mình. Bí thư Tôn. Vương Tử Quân vừa nhìn thấy Tôn Lương Đống thì nhanh chóng nở nụ cười, hắn duỗi hai tay tiến lên nghênh đón, gương mặt cung kính. Tôn Lương Đống dù sao cũng là bí thư huyện ủy, khoảnh khắc khi gặp mặt Vương Tử Quân thì cũng ném đi tất cả những lo lắng trong lòng, lão cười ha hả nói. Bí thư Vương, cậu đến tìm tôi sớm như vậy, có phải là công tác gặp khó khăn gì rồi không? Bí thư Tôn thật sự là mắt sáng như tuyết. Tôi đến tìm anh chính là muốn báo cáo vài vấn đề về chuyện công tác. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giả mù sa mưa của Tôn Lương Đống, hắn cười thầm trong lòng, nhưng trong miệng lại tranh thủ nói ra vài lời phù hợp. À, 9 giờ tôi còn phải đến thị ủy tham gia họp khẩn cấp, chúng ta có thời gian nửa giờ. Tôn Lương Đống là một chính khách cực kỳ trưởng thành và có kinh nghiệm, lão nhanh chóng tìm cho mình một đường lui. Cảm ơn bí thư Tôn, nửa giờ là quá đủ rồi. Vương Tử Quân bình tĩnh nhìn Tôn Lương Đống rồi cười hì hì nói. Hai người buôn chuyện rồi đi vào trong phòng của Tôn Lương Đống, thư ký chịu khó rót trà cho hai người, sau đó khẽ đóng cửa rời khỏi phòng. Cậu nói đi, gặp phải khó khăn gì rồi? Tôn Lương Đống ngồi trên ghế chủ vị, lão cầm một cái lược nhỏ trong tay, vừa chải đầu vừa nói. Vương Tử Quân thu lại bộ dạng hi hi ha ha vừa rồi, hắn nghiêm chỉnh nói. Bí thư Tôn. Bây giờ xã Tây Hà Tử đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt, tôi cảm thấy mình còn phải công tác nhiều năm, không thể ném khối công tác này đi được, nếu không thì chẳng phải đang làm không đầu không đuôi sao. Như vậy cũng sẽ gây bất lợi cho tình huống phát triển liên tục của xã Tây Hà Tử. Tôn Lương Đống thầm nghĩ, đến rồi, cuối cùng thì thứ gì nên đến cũng đã đến. Ninh nếu không tránh khỏi thì một bí thư huyện ủy như mình cũng chỉ thẳng thắn mà thôi. Vì thế lão nhấp một ngụm trà, sau đó dùng giọng thấm thía nói. Đồng chí Tử Quân, sau khi cậu nhận chức, năng lực biểu hiện của cậu đã quá rõ ràng, thật ra tôi cũng không muốn điều chỉnh vị trí công tác của cậu. Nhưng văn kiện bổ nhiệm cán bộ trẻ vĩ đại đến các tỉnh phía Tây là một sự nhất trí giữa đảng và nhân dân, là một điển hình trong chế độ phân công cán bộ, đảng chúng ta làm công tác phân công tất nhiên sẽ phải xem xét cho rõ ràng, phải đề bạt những cán bộ thật sự là nhân tài.
Bí thư Vương cậu có thể đứng mũi chịu sào, có thể trổ hết tài năng, tôi là bí thư huyện ủy dù không muốn cũng phải cố gắng áp chế nỗi đau để đưa đi những thứ mà mình thích, dù sao cũng phải vì đại cục. Mạnh miêng khách sáo chính là một con đường duy nhất mà không có thứ hai, Tôn Lương Đống trà trộn quan trường nhiều năm, nói ra những lời này tất nhiên sẽ là thành thạo xuất khẩu thành thơ. Tôi là đảng viên, điều này tôi rất hiểu, nhưng tôi cảm thấy huyện Hồng Bắc chúng ta vẫn còn nhiều đồng chí vĩ đại hơn, ví dụ như chủ tịch thị trấn huyện Thành Hồng Kiến Quốc, anh ấy muốn nói có lý lịch thì sẽ có lý lịch, muốn có thành tích thì có thành tích, tôi cảm thấy anh ấy mạnh hơn chính mình rất nhiều. Bí thư Tôn, anh bảo vệ tôi như vậy, hơn nữa còn đề bạt, điều này làm tôi thật sự cảm kích. Nhưng tôi cũng không muốn vì ngài quan tâm quá lớn mà để người ta đâm vào cột sống, cũng không muốn để cho người ta nói anh phân xử bất công. Tôi thấy cơ hội này nên lưu lại cho đồng chí Hồng Kiến Quốc thì hay hơn. Tôn Lương Đống thấy Vương Tử Quân nói ra lời tự ti mặc cảm, bộ dạng xấu hổ không thôi, rõ ràng là một đồng chí không ôm tâm tư tranh giành cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng trong lòng lão lại thầm cười lạnh. Lão thầm than tên Vương Tử Quân này quá khó chơi, sao lại hết lần này đến lần khác nắm gáy Hồng Kiến Quốc. Ông nếu kéo Hồng Kiến Quốc đi, không phải Phó Bí Thư Hồng sẽ liều mạng sao? Bí Thư Vương, cậu có tâm tư như vậy thì tôi cũng rất vui mừng. Nhưng đảng của chúng ta có nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ rõ ràng, nhiều lần cường điệu đó phải là nhân tài, như vậy mới xem như tận dụng, tài đức đều phải xem trọng. Cậu tỏ thái độ như vậy thì tôi càng cảm thấy cậu nên xung phong nhận việc, cậu cũng không cần từ chối, nên tiếp nhận quyết định của tổ chức đi thôi. Tôn Lương Đống nói xem như giảng lý lẽ cho Vương Tử Quân, cơ bản là ép Vương Tử Quân phải phục tùng tổ chức. Lão nhìn bộ dạng trầm mặc không nói nên lời của Vương Tử Quân, chỉ cảm thấy đối phương cuối cùng cũng phải chịu thua, thế nên cảm giác đắc ý chợt bùng lên trong lòng lão. Vương Tử Quân dù có lợi hại thế nào, nhưng khi đối diện với một bí thư huyện ủy như Tôn Lương Đống ta đây cũng không phải sẽ ngoan ngoãn rồi sao? Bí thư Tôn, tôi đi cũng đúng, nhưng tôi thật sự không yên tâm với công tác ở xã Tây Hà Tử. Bây giờ hai ban ngành của xã đang ma sát và kết hợp rất tốt, tôi cảm thấy không nên có bất kỳ điều chỉnh gì cả. Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, thế nên dùng giọng thản nhiên nói. Tôn Lương Đống thấy Vương Tử Quân nói có thể ra đi thì thần kinh căng cứng cũng buông lỏng hơn, những thứ khác lão có thể mặc kệ, chỉ cần đẩy ma vương này đi ra khỏi địa bàn của mình, như vậy thì xong. Bí thư Vương nói rất đúng, tôi cũng cho rằng nên là như vậy. Cậu là bí thư xã Tây Hà Tử, cậu nói xem, khi cậu ra đi thì công tác của xã Tây Hà Tử nên triển khai mở rộng thế nào? Bí thư Tôn, tôi cảm thấy xã Tây Hà Tử không nên điều động gì nữa cả, tôi thấy không bằng cho nhóm lãnh đạo như chủ tịch dân cường tiến lên một bậc, như vậy công tác có thể tiến hành, lại có thể đẩy mạnh tính tích cực của ban ngành. Anh thấy thế nào? Vương Tử Quân hời hợt ném ra mục đích đến đây của mình ngày hôm nay, hắn đi là điều đương nhiên, nhưng dù đi cũng phải lưu lại quả ngọt cho đám thủ hạ, cũng không uổng công mình đi lần này. Tiến lên một bậc, Tôn Lương Đống có hơi nhíu mày, lão tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại há rộng miệng như vậy. Lão nghĩ rằng tên này nhiều nhất chỉ là đưa ra yêu cầu ai lên nắm giữ chức vụ bí thư mà thôi. Tôn Lương Đống có chút do dự, lão dùng giọng khó xử nói. Bí thư Vương, chuyện này nếu tính trên nguyên tắc thì tôi sẵn sàng giúp đỡ, chỉ là đồng chí Dân Cường vừa được điều lên làm chủ tịch xã, bây giờ đang trong giai đoạn thích ứng, nếu tiếp tục đổi vị trí thì chỉ sợ các vị thường ủy khác cũng không đồng ý với tôi. Bí thư Tôn, tôi cảm thấy chỉ có đồng chí Dân Cường quen thuộc tình huống của xã Tây Hà Tử. Ban ngành bên dưới lại kết hợp tốt, như vậy mới thuận lợi cho sự phát triển của Tây Hà Tử. Tôi nhìn từ góc độ muốn tốt cho công tác, tôi thấy không bằng cứ xử lý như vậy, nếu vị lãnh đạo nào có ý kiến, anh cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đi làm công tác với vị đó. Vương Tử Quân nói đến đây thì lại dùng giọng có chút do dự nói. Bí thư Tôn, tôi có cảm tình với xã Tây Hà Tử, tôi thật sự xem những gì mình được phân công tác như con đẻ của mình. Tôi nếu không làm tốt mà lại ném bỏ con của mình, như vậy còn ra thể thống gì? Anh ra lệnh một tiếng, tôi dù đi nhưng trong lòng cũng có nhiều vấn đề khó dứt bỏ, nói thật lòng thì tôi còn muốn phát triển thêm vài năm dưới sự lãnh đạo của anh. Hừ, cậu có thể đi nơi khác cũng làm cho tôi an tâm hơn. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thật sự là uy hiếp chết người với Tôn Lương Đống, thật sự còn khó cảm nhận hơn cả khoét sâu vào trong lòng. Lão có hơi run rẩy, sau đó dùng giọng quyết tâm nói. Bí thư Vương, cậu cũng đừng làm khó dễ, được rồi, vị trí ở xã Tây Hà Tử sẽ sắp xếp theo ý của cậu. Bí thư Tôn, anh cũng không cần phải khó xử, nếu như anh cảm thấy không phù hợp thì cứ giữ tôi ở lại là được. Vương Tử Quân nghe thấy Tôn Lương Đống lên tiếng đồng ý,
trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại dùng giọng nghiêm trang nói với Tôn Lương Đống. Ôi, cũng là vì công tác mà thôi, có gì khó khăn đâu chứ. Bí thư Vương, nói thật, tôi thật sự. Tôn Lương Đống đang định nói ra vài câu vui vẻ, coi như đề cao sự việc lên một chút, nhưng khi thấy ánh mắt của Vương Tử Quân, lão lại thu lời nói trở về, sau đó nhìn đồng hồ nói. Cũng không còn sớm, tôi phải đi họp. Điều lệnh với Vương Tử Quân hầu như cũng đến cùng lúc với văn kiện bổ nhiệm nhóm Trương Dân Cường, nhân sự xã Tây Hà Tử biến đổi, trên căn bản là tiến hành dựa theo những gì Vương Tử Quân đã bàn với Tôn Lương Đống. Trương Dân Cường tiếp nhận vị trí bí thư của Vương Tử Quân, Cửu Gia Thành là chủ tịch xã, Lý Thu Na là phó bí thư nắm công tác tổ chức, Chu Thường Hữu thì là phó chủ tịch xã, còn chức vụ ủy viên đảng ủy còn trống mà Chu Thường Hữu lại được Trác Trường Vĩ tiếp nhận. Sau khi phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà đọc xong quyết định bổ nhiệm và bỏ đi, nhóm Trương Dân Cường vây quanh Vương Tử Quân đi ra ủy ban xã Tây Hà Tử. Dù Vương Tử Quân sắp phải đi nhưng lúc này uy tín lại đến đỉnh phong. Xã Tây Hà Tử điều chỉnh nhân sự, cũng không ai nói đeo gì, những tranh luận ở hội nghị thường ủy cũng truyền vào tai đám cán bộ cấp phó khoa trong huyện. Trên hội nghị thường ủy, phó bí thư Hồng lên tiếng để cố gắng lần cuối cùng, muốn đẩy đứa con của mình lên vị trí bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử. Cũng có không ít thường ủy đồng ý. Nhưng Tôn Lương Đống lại kéo Vương Tử Quân ra nói chuyện, nói nếu không điều chỉnh như vậy thì Vương Tử Quân sẽ không đi, còn nói Hồng Kiến Quốc chính là một người thích hợp nhất để thay thế cho Vương Tử Quân, v.v. Những lời như thế giống như bóp cổ phó bí thư Hồng, dù lão có không muốn cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Bí thư Vương, tất cả mọi người đang chờ anh, mong anh nói vài câu. Trương Dân Cường thật sự cảm động rơi nước mắt với tình huống Vương Tử Quân đề bạt mình hai lần trong một năm, hắn tất nhiên biết rõ vào đúng thời điểm nếu không có Bí Thư Vương ủng hộ, chức vụ này căn bản không đến lượt mình. Bí Thư và Chủ tịch xã là cấp chính khoa, nhưng nếu so với mặt bằng huyện ủy thì lại có khác biệt rất lớn. Không nói nữa, khoảng thời gian này các anh đã nghe tôi nói đủ rồi, tôi là người sắp phải đi, nói tiếp cũng không hay. Vương Tử Quân khẽ khoát tay, ngăn cản Trương Dân Cường tiếp tục mở miệng. Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên tiếp tục nói điều gì. Nhưng sau khi tuyên bố tan họp thì đám cán bộ đều đi đến, ai cũng ngưng trọng và nhiệt tình chào hỏi vị bí thư sắp di rời này. Vương Tử Quân mỉm cười chào hỏi các vị đồng chí, trong lòng lại liên tục xuất hiện những thông tin đã nói với bố mình tối qua, hướng đi của hắn cơ bản đã được xác định, chính là Phó Chủ tịch huyện Lô Bắc thành phố Hồng Ngọc, tuy không phải là thường ủy huyện ủy, thế nhưng lại là Phó Bí thư Đảng ủy khối. Vương Tử Quân không biết huyện Lô Bắc ở đâu, nhưng hắn biết thành phố Hồng Ngọc, đây là một thành phố nghèo nhất trong tỉnh, có 7 huyện một quận nhưng tổng sản lượng kinh tế không bằng một huyện của thành phố Giang Thị, 7 huyện một quận của thành phố Hồng Ngọc có 3 huyện nghèo khó cấp quốc gia, 4 huyện nghèo khó cấp tỉnh. Vương Tử Quân suy nghĩ về huyện Lô Bắc, hai tay cũng khẽ siết chặt lại. Chương 157, gặp nữ quân nhân trên đường đi. Này, cô còn trẻ nhưng lại rất biết cách lừa người. Cái gì là máy tính hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết xe của các người tông vào xe của chúng tôi, làm xe chúng tôi hư hỏng. Vương Hiếu Binh là một vị thôn trưởng, tất nhiên đầu óc rất nhanh nhạy, hắn vừa nói vừa chỉ vào cô gái quân nhân. Các cô là quân đội vì dân, thế mà không coi trọng dân chúng, đụng xe làm hư hại mà không chịu bồi thường, còn muốn lợi dụng cơ hội để đòi tiền, đây mà gọi là quân nhân sao? Đám thôn dân đứng chung quanh tất nhiên sẽ hướng về phía trưởng thôn. Bọn họ thích dùng phương án mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, có vài tên thanh niên lại ồn ào. Trưởng thôn, không thể cho bọn họ đi được, chúng ta còn phải sửa chữa máy kéo này nữa. Thật sự là càn quấy, không biết nói lý lẽ, nói bừa lại hào hùng như vậy. Cô gái quân nhân lên tiếng, lúc đầu nàng còn lý luận với thôn dân, nhưng bây giờ đám người kia càng nói càng khó nghe, làm cho các cô gái quân nhân đỏ mặt tía tai, cũng không thể nào nói cho rõ. Được rồi. Bọn họ cũng không dễ dàng gì, thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Khi thấy Vương Hiếu Binh còn muốn lý luận, một âm thanh khá dịu dàng từ chính giữa đám nữ quân nhân truyền ra. Những cô gái quân nhân giống như rất tôn kính người vừa lên tiếng, âm thanh vừa vang lên thì các nữ quân nhân còn lại cũng không nói lời nào. Nhưng thái độ dàn xếp ổn thỏa của nàng lại càng cổ vũ cho đám thôn dân muốn lên mặt. Nói đơn giản vậy à, muốn đi thì đi sao, xe máy kéo bị hỏng thì sao? Không bồi thường cho chúng tôi 500 đồng thì sẽ không xong. Vương Hiếu Bình thấy đối phương hành quân lặng lẽ, như vậy bắt đầu lên giọng. Chú, chúng tôi cũng không mang theo nhiều tiền như vậy, hay là thế này, chờ chúng tôi quay về sẽ đưa tiền đến.
Cô gái kia nhíu mày khẽ nói. Những năm nay quân nhân cũng có kẻ xấu, không thể tin được, nếu để cho bọn họ đi thì tìm đằng trời. Trưởng thôn, cho bọn họ đi cũng được, nhưng phải cho bọn họ để lại vài vật thế chấp, tôi thấy bọn họ nói cái gì là máy tính, dứt khoát bắt bọn họ để thứ đó ở lại. Những âm thanh rối loạn vang lên, kiểu gì cũng có, còn có kẻ nhất quyết muốn giữ lại một nữ quân nhân, thế là không khỏi làm cho mọi người cười vang. Mười mấy quân nhân tuy đều là nhân viên kỹ thuật cấp cao nhưng khi gặp đám thôn dân hồng lĩnh thì thật sự là bó tay chịu trói. Vương Hiếu Binh, anh dẫn thôn dân vây quanh quân nhân, anh xem ra làm trưởng thôn cũng quá uy phong rồi. Vương Tử Quân nghe xong những lời đối thoại kia thì đã hiểu rõ ngọn nguồn, hắn tranh thủ xuống xe dùng giọng phê bình khiển trách Vương Hiếu Binh. Vương Hiếu Binh đang nghĩ ngợi xem nên đòi tiền thế nào, thấy có người chen vào thì có chút căm tức. Nhưng quay đầu thấy Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt biến thành tươi như hoa. Thì ra là Bí Thư Vương. Hiếu Binh, có gì xảy ra? Vương Tử Quân tiến lên đứng trước mặt Vương Hiếu Binh, hắn thuận tay ném cho Vương Hiếu Binh một điếu thuốc hồng tháp sơn, sau đó tiện tay phân phát thuốc cho thôn dân xung quanh. Đám thôn dân đang ồn ào, bây giờ nghe Vương Hiếu Binh gọi người đến là Bí Thư Vương, bọn họ cũng đoán được người đến là ai, thế nên kẻ nào cũng kích động nhận thuốc, vẻ mặt có nụ cười chân thành. Có vài tên lớn gan còn dùng giọng cợt nhả chào hỏi Bí Thư Vương. Chương 158, kiếp trước ngoái đầu nhìn lại, kiếp này tương kiến. Bí Thư Vương, xe của bọn họ đụng phải máy kéo của tôi, cô gái này còn bắt chúng tôi phải bồi thường, cô ấy cho rằng dân chúng dễ ức hiếp vậy sao? Vương Hiếu Binh vừa nói vừa chỉ tay vào người cô quân nhân. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Vương Hiếu Binh, lúc này mới nhìn rõ cô quân nhân trước mặt. Cô gái này cao hơn 1m7, ngũ quan đoan chính, tóc cắt ngắn, nhìn qua giống như một người đàn ông, phối hợp với một bộ quân trang màu xanh, thật sự là vừa xinh đẹp vừa oai hùng. Nữ quân nhân kia nghe thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì chợt phát giận. Cái gì mà chúng tôi đụng vào anh? Rõ ràng là các anh đi trái quy tắc giao thông, đâm vào làm hỏng xe của tôi, máy tính trên xe cũng hư hại, các anh nên bồi thường mới đúng. Nữ quân nhân có giọng điệu như súng máy. Vương Tử Quân nghe vậy mà lông mày hơi nhíu lại, khi hắn chuẩn bị nói chuyện thì bên cạnh có người nói. Đồn Trường Tân, chuyện này hãy để tôi đến xử lý. Khi âm thanh này vang lên, một nữ quân nhân cao gầy chợt xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân, cô gái này còn cao hơn cô vừa rồi, không lớn tuổi, nhìn qua có vẻ khá khỏe mạnh và xinh đẹp, toàn thân bùng ra khí thế oai hùng. Đặc biệt là cô nàng có cặp lông mày dài, trên cặp mắt không quá lớn, như là hai hàng rào chắn tự nhiên. Nàng dù đội một chiếc mũ quân nhân, nhưng gương mặt trắng nõn thật sự rất có hương vị. Quân trang vào mùa đông rộng thùng thình, cho dù như vậy thì dáng người thướt tha và cặp chân thon dài vẫn khó thể nào che giấu được. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân giật mình không phải là vấn đề này, khi hắn đưa mắt nhìn về phía cầu vai của nữ quân nhân, quân hàm bên trên cũng làm hắn ngây cả người, cô nàng là một viên thiếu tá. Chào anh, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong sự kiện tông xe lần này, nhưng trước mắt chúng tôi còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Thật sự không thể nào trì hoãn quá lâu. Tôi thấy hay là thế này, mọi người cùng nhường một bước, cứ quyết định như vậy đi. Nữ quân nhân nhìn bề ngoài có vẻ kiên cường có lực, hai mắt đen trắng rõ ràng, tròng đen bừng sáng, nàng khẽ quét mắt qua mặt Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói. Như vậy cũng được, Hiếu Binh, các anh đi ngược chiều cũng không đúng, trách nhiệm chủ yếu là của các anh. Thế này đi, cho người ta đi đi, còn tiền sửa chữa máy kéo tính cho ủy ban xã. Vương Tử Quân cũng không muốn nhiều chuyện, hắn vỗ vai Vương Hiếu Binh rồi dùng giọng thản nhiên nói. Bí Thư Vương, anh nói vậy sao được, oan có đầu nợ có chủ, tiền sửa xe sao lại bắt ủy ban xã phải trả. Chúng tôi cũng chẳng phải không có tiền. Nhị Lăng Tử, những ngày qua chạy máy kéo cũng kiếm được nhiều tiền, nếu không có Bí Thư Vương thì nào có việc mà làm. Bây giờ Bí Thư Vương nói như vậy, dù thế nào thì anh cũng phải nể mặt chứ. Anh mau chuyển máy kéo ra, để cho các đồng chí quân nhân đi qua. Vương Hiếu Binh chỉ tay vào một thôn dân ở bên cạnh rồi lớn tiếng nói. Viên thôn dân được gọi là Nhị Lăng Tử thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì cũng không dám chậm trễ, hắn hét lớn vài tiếng, sau đó cùng vài thôn dân kéo máy kéo dịch ra. Vương Tử Quân thấy sự việc đã xong, hắn xoay người nói với viên thiếu tá. Các đồng chí quân nhân, sự việc đã xong, các cô cũng có thể lên đường. Cảm ơn anh, đồng chí Bí Thư Vương. Nữ thiếu tá khẽ gật đầu với Vương Tử Quân. Sau đó khẽ nói. Cảm ơn bọn họ làm gì? Bọn họ đã làm cho máy tính của chúng ta mắc lỗi, nếu tham mưu trưởng biết được thì sẽ trách mắng chúng ta.
Nữ quân nhân có giọng điệu oai hùng ở bên kia giống như vẫn chưa hài lòng với kết quả này, thế là lớn tiếng nói với đám người Vương Tử Quân. Nữ thiếu tá kia cũng không chờ nữ quân nhân nói xong những lời bất mãn, nàng tỏ ý nói không cần nói nhiều, nhưng những lời kia vẫn rơi vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe lời phàn nàn của nữ quân nhân kia thì có hơi ngứa tai, trước kia hắn hầu như rất trầm mê vì máy tính. Khi hắn còn dạy học ở Yên Chi Nam, không biết là vị phụ huynh nào hảo tâm tặng cho nhà trường một chiếc máy tính, mà hắn là một giáo viên có học vấn sâu nhất, thế là chiếc máy tính thuộc về hắn. Lúc đầu Vương Tử Quân cũng chỉ có chút kiến thức nửa vời với máy tính, nhưng đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của đám trẻ, hắn đã hơn 30 và bắt đầu tự học về máy tính. Sau nhiều sự cố hư hỏng, nhiều bệnh vặt liên tục xuất hiện, thế là một Vương Tử Quân bình thường được bồi dưỡng thành một cao thủ sửa chữa máy tính. Lúc này Vương Tử Quân nghe nữ quân nhân kia nói máy tính hư hỏng, hắn có chút động tâm, thế là ngoài miệng vô thức nói. Máy tính mắc lỗi sao? Tôi sẽ sửa chữa cho các vị. 10 quân nhân vừa định bỏ đi, bây giờ nghe lời Vương Tử Quân thì chợt há hốc mồm, các nàng thấy chiếc máy tính vô cùng thần bí, có thể sử dụng được đều phải là những quân nhân cấp thiếp tá như các nàng trở lên. Bây giờ một vị bí thư nhà quê lại dõng dạc nói mình có thể sửa chữa được, điều này không khỏi làm cho đám quân nhân cười thầm. Anh không lầm đấy chứ, chúng tôi nói đến máy tính, không phải là tivi. Nữ quân nhân với bộ dạng anh hùng khí khái dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Tôi biết nó không phải là tivi, có phải các người dùng máy tính 286 không? Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nói. Cái gì mà 286, anh không cần giả vờ hiểu, đây là máy tính. Nữ quân nhân kia giống hệt như một người đàn ông, giọng điệu cũng rất ngay ngắn. Nàng mỉa mai Vương Tử Quân không chút khách khí. Nhưng nữ quân nhân còn chưa nói hết lời thì nữ thiếu tá lại thản nhiên nói. Anh cũng biết máy tính 286. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi đến nhìn chiếc máy tính khổng lồ được lắp đặt trong xe, nhìn qua các thiết bị đo, không khỏi thầm nghĩ, có ngày mình cũng được thấy loại máy tính thế này. Vậy anh thử xem. Nữ thiếu tá xinh đẹp có chút trầm ngâm, sau đó quyết định cho Vương Tử Quân một cơ hội. Vương Tử Quân đã sớm ngứa tay, hắn thấy cô thiếu tá đồng ý thì cũng không khách khí mà tiếp nhận tua vít, thuần thục mở thùng máy ra xem. Vương Tử Quân nhìn bụi đất bám đầy trong thùng, hắn tìm được bàn chải trên xe, lau sạch bụi bặm, lắp ráp lại tất cả thật chặt, cuối cùng thì đại công cáo thành. Những tiếng tút tút vang lên, màn hình vốn không chút động tĩnh đã có phản ứng. Vẫn là DOS, thật sự có chút lạc hậu. Vương Tử Quân nhìn tiến trình khởi động, hắn cảm khái một tiếng. Sau đó buông tua vít trong tay xuống. Nữ quân nhân được gọi là đồn trưởng Tần thấy máy tính lại được khởi động thì đứng ngây ở bên này, những nữ quân nhân đứng sau lưng thì vỗ tay hoan hô, máy tính không bị hư hại, như vậy có ý nghĩa rằng bọn họ có quay về cũng không bị phê bình. Cảm ơn anh, tôi là Mạc Tiểu Bắc, công tác ở Viện Nghiên cứu Khoa học Quân sự, xin hỏi anh tên gì? Nữ thiếu tá nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Tôi tên là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười vươn bàn tay của mình với nữ thiếu tá. Nữ thiếu tá nhìn bàn tay của Vương Tử Quân, nàng có chút do dự, sau đó duỗi tay ra. Bàn tay của nữ thiếu tá mát như ngọc và mềm như bông, khoảnh khắc bắt tay thì hắn chợt sinh ra cảm giác như động vào kỳ chân dị bảo. Chương 159, từ chim bồ câu đến vĩnh cửu. Anh là bí thư xã sao? Nữ thiếu tá thu hồi bàn tay, sau đó dùng giọng trong trẻo dễ nghe nói. Trước kia là như vậy, nhưng qua hôm nay thì không phải. Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể cứ giữ mãi bàn tay của đối phương. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu, sau đó nàng quay đầu đi về phía chiếc xe quân sự, khi nàng leo lên xe thì chợt nghiêng đầu lại nói với Vương Tử Quân. Anh tham chính thật sự là điều đáng tiếc. Chiếc xe gào thét chạy qua, chỉ sau chốt lát đã thấy không còn bóng dáng, giống như một con rồng đất, bay lên trời chỉ còn để lại chút khói bụi. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc sao? Vương Tử Quân nhiều lần nhai nuốt những lời này, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi thôi. Vương Tử Quân phất tay với Tiểu Tào, sau đó hắn xoay người leo lên xe Jeep. Nhưng lúc này Vương Hiếu Binh ở bên cạnh lại vung tay cản lại. Bí thư Vương, tôi biết rõ hôm nay anh rời khỏi xã Tây Hà Tử, tôi cũng không muốn nói nhiều, những lời cảm ơn xin giữ lại trong bụng, vậy anh cho tôi một cơ hội để đãi bữa cơm nhé. Anh Vương. Tâm ý của anh tôi xin nhận, nhưng lúc này trong huyện đang chờ tôi, hơn nữa tôi đi lần này là trao đổi 2 năm, cũng không phải là sau này không còn cơ hội nữa đâu.
Vương Tử Quân vừa nói vừa vỗ vai Vương Hiếu Binh, sau đó hắn leo lên xe. Dưới ánh mắt không muốn của Vương Hiếu Binh, chiếc xe Jeep lại gào thét phóng qua, chạy nhanh ra khỏi địa phận của xã Tây Hà Tử. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ chào mừng đến xã Tây Hà Tử trên tấm biển quảng cáo ở vùng giáp danh, hắn cảm thấy có một chút phiền muộn nói không nên lời. Trước khi trọng sinh hắn là chim gãy cánh, sau khi trọng sinh hắn lại rời khỏi nơi này, nhưng lúc này hắn ra đi để hướng về một địa vị cao hơn. Tôi sẽ còn quay lại. Gió Bắc vẫn gào thét, Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc cổ xưa, hắn lật qua vài văn kiện của đảng, cách bàn làm việc hơn hai thước là một lò than không mới không cũ đang bùng ra những ngọn lửa nóng. Vương Tử Quân nhìn xuyên thấu qua cửa sổ mà nhìn bầu trời đầu bụi đất ở bên ngoài, mặt trời ở đằng sau bụi đất kia, nó bình thản, không náo nhiệt, giống như một thứ gì đó mờ mờ trên nền trời. Mùa đông đến, ánh mặt trời cũng tái nhợt, đêm thì có vẻ ngày càng dài hơn. Vương Tử Quân nhớ đến giấc mơ đêm qua, trong mơ hắn quay về xã Tây Hà Tử, hắn gặp được nhiều người quen, sau khi tỉnh lại thì một ngày mới lại đến. Vương Tử Quân đã đến huyện Lô Bắc được 3 ngày. Dù trên đại hội trao đổi cán bộ toàn tỉnh, bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn đã luôn cường điệu cần phải thiết thực phái các cán bộ đi nhận công tác mới, bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân cũng lên tiếng hứa hẹn, cần phải quán triệt và chứng thực tinh thần của tỉnh ủy, nhưng phòng tổ chức thị ủy Hồng Ngọc sau khi đưa nhóm người Vương Tử Quân đi thì mãi để đó mà không dùng. Ngày đó tổ chức nghi lễ xuất phát, phòng tổ chức tỉnh ủy tổ chức thật sự có chút long trọng, tất cả lãnh đạo chụp ảnh chung với những cán bộ được chọn. Vương Tử Quân còn được đại biểu cho các cán bộ lên nói vài lời. Ngày hôm đó xem như Vương Tử Quân đã tạo ra đủ danh tiếng, khi rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chỉ nói 3 câu, một là xử lý tốt chuyện tạm giữ chức và nhận chức, trong thời gian 2 năm nhận chức dù không thể tạo phúc cho một phương nhưng cũng phải giúp nhân dân địa phương làm được vài chuyện tốt, 2 là làm một tên phục vụ với các lãnh đạo ban ngành địa phương, hỗ trợ mà không tạo ra phiền phức, ôm việc mà không tranh quyền, chủ động mà không vượt quyền. Cống hiến mà không quá biểu hiện. Vô tình đám cán bộ dưới đài vỗ tay như sấm dậy, rất nhiều ánh đèn máy ảnh liên tục chĩa về phía hắn. Giờ xuất phát chiêng trống vang trời, cực kỳ náo nhiệt, tình huống kích động lòng người, giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng sau khi đến huyện Lô Bắc thì giống như một cánh chim bồ câu bay xa. Sau khi nhận chức, dựa theo phân công của huyện, Vương Tử Quân làm phó chủ tịch huyện Hồng Bắc, chủ yếu là phân công quản lý công nghiệp, các xí nghiệp dưới xã và công tác bảo vệ môi trường. Hắn được phân công quản lý các đơn vị, cục thương mại, cục xí nghiệp xã, cục bảo vệ môi trường, chi nhánh công ty cung cấp điện. Huyện Lô Bắc có 1 chủ tịch và 6 phó chủ tịch, Vương Tử Quân chính là 1 phó chủ tịch xếp vị trí thứ 6. Phân công quản lý công nghiệp, như vậy rõ ràng là coi trọng vị phó chủ tịch vừa đến nhận chức. Nhưng nếu nói theo lời của bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông thì rõ ràng là đưa lên đầu lưỡi dao, tỉnh ủy cắt cử đồng chí Vương Tử Quân đến giúp huyện Lô Bắc chúng ta phát triển kinh tế. Như vậy cần phải cho đồng chí Vương Tử Quân một sân khấu để biểu hiện tài hoa. Thử nghĩ mà xem, một người có đầy bụng kinh sách, không đem những thứ đó ra thực tế, như vậy sao có thể tìm được hiệu quả và lợi ích? Vì vậy sau khi được huyện ủy nghiên cứu và quyết định, sau này cho chủ tịch Vương hiểu về kinh tế phân công quản lý công nghiệp, anh ấy chính là chim đầu đàn trong phong trào phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân nghĩ lại tình huống mở hội nghị các lãnh đạo cấp huyện, phó bí thư huyện ủy đọc xong văn kiện phân công. Sau đó bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông dõng dạc lên tiếng, hắn không khỏi thầm tắc lưỡi. Bí thư còn nói về những nhiệm vụ trọng đại, nói về vài lý tưởng, làm cho người ta sinh ra cảm giác rất tốt. Toàn bộ huyện Lô Bắc chỉ có 4 xí nghiệp, trước mắt đã có 2 nhà đóng cửa, 2 nhà còn lại cũng đang rơi vào tình trạng tê liệt sản xuất. Vương Tử Quân đến huyện Lô Bắc được 3 ngày, ngoài chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền Lưu Tuấn Phong có đến vài lần, căn bản phòng làm việc của hắn là trốn vắng vẻ. Hôm nay hắn ngồi 2 giờ trong phòng làm việc, căn bản chưa gặp mặt người nào khác, một ngày như mọi ngày lại bắt đầu. Vương Tử Quân chỉ sợ mình biết thành Bồ Tát cho người ta cúi đầu cung kính, hắn nghĩ đến những lời từ biệt với ông nội khi đến huyện Lô Bắc công tác, ông nội còn nói ra những lời tán dương mình, điều này làm hắn nở nụ cười. Nếu như là Vương Tử Quân kiếp trước xem danh lợi như cặn bã, nếu được người ta coi là Bồ Tát thì sẽ không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn không phải là như vậy. Hắn muốn tiến lên làm cho Vương gia càng ngày càng phát triển, hắn cũng không muốn lãng phí 5 tháng ở huyện Lô Bắc, như vậy thật sự là không đáng. Bên cạnh phòng làm việc của Vương Tử Quân chính là phòng xếp tạm thời, sau khi tất cả được sắp xếp tốt thì công tác có thể được tiến hành. Xem ra cũng nên xuống bên dưới di đạo một lúc, hắn thầm nghĩ như vậy, thế là cầm điện thoại gọi ra ngoài. Điện thoại gọi đến văn phòng khối chính quyền, vì hắn không có thư ký chuyên trách,
thế nên rất nhiều công tác cần phải được văn phòng khối chính quyền sắp xếp xử lý. Sau khi nghe các đồng chí văn phòng khối chính quyền nói có xe rảnh rỗi, Vương Tử Quân thầm vui vẻ, thật sự là trùng hợp vì khối chính quyền huyện Lô Bắc có 3 chiếc xe dùng cho công vụ, một chiếc đảm bảo chỉ dùng cho chủ tịch huyện Lưu Thành Quân, 6 vị phó chủ tịch còn lại cũng chỉ có thể thay nhau sử dụng 2 chiếc xe còn lại mà thôi. Mà phó chủ tịch thường vụ Đỗ Dân Cường gần đây thế lực rất mạnh, tuy chiếc xe Santana kia là của công, thế nhưng nó hầu như đã biến thành xe riêng của phó chủ tịch Đỗ. Sau khi thu dọn cặp của mình, Vương Tử Quân ra khỏi phòng làm việc, văn phòng khối chính quyền ở lầu 2, phòng làm việc của Vương Tử Quân ở lầu 3. Hắn đi xuống lầu 2 theo đường cầu thang cũ nát, chợt nghe thấy có vài người nói chuyện. Nghe chuyện gì chưa? Huyện chúng ta thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, học sinh nam yêu cô giáo, những năm nay thường xuất hiện tình huống trâu già gặm cỏ non. Người nọ còn chưa nói dứt lời thì những tràng cười lớn từ trong văn phòng đã truyền ra, càng có một giọng nữ tức giận vang lên. Hừ, này Tôn Hầu Tử, sau này đừng nói những chuyện chán ghét như vậy, giáo viên và nam sinh yêu nhau thì sao? Chẳng lẽ thích chuyện thầy giáo yêu nữ học sinh sao? Người phụ nữ kia phản bác lại làm vang lên những tràng cười vui vẻ. Này, chị hai, đừng kích động, tôi cũng không phải nói chị, mọi người đều biết chị tìm được một ông chồng nhỏ tuổi. Có lẽ công phu trên gương tuyệt đối không thể tả được, chỉ cầm quan điểm như vậy cũng có thể hiểu. Trong đám đàn ông với nhau, những chuyện có liên quan đến phụ nữ luôn là nguồn suối khoái hoạt, cả đống đàn ông tình nguyện lao đầu vào bàn tán với nhau về vấn đề này. Cô gái kia cũng là người can đảm, nàng tiến lên nắm chặt tay tên đồng sự, mà tên đồng sự kia cũng không vừa, hắn vung tay muốn sờ ngực nàng, thế là cô nàng phải tranh thủ che kín ngực mình, làm cho mọi người cười vang, mặt đỏ tía tai không nói được một lời. Vương Tử Quân đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong văn phòng náo nhiệt, hắn thầm nhíu mày. Vương Tử Quân đi đến cửa phòng làm việc mà khẽ ho khan một tiếng xem như chào hỉ, lúc này trong văn phòng có 5-6 khoa viên đang nói chuyện với nhau, Vương Tử Quân tiến vào thì cả nhóm đều im lặng. Chào Chủ tịch Vương. Khi thấy người đến là Vương Tử Quân thì một tên thanh niên cao gầy có vẻ khôn khéo vội vàng đứng lên chào hỏi Vương Tử Quân, những người khác cũng ngậm miệng lại. Không còn cảm giác vui sướng như vừa rồi, trong phòng làm việc chợt vắng lặng như tờ. Không có ai lên tiếng nhưng Vương Tử Quân có thể nhìn vào vẻ mặt của đám người để biết bọn họ không e ngại chính mình, chẳng qua mình tốt xấu gì cũng là một vị phó chủ tịch, bọn họ cũng phải nể mặt mình. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn chợt lên tiếng. Tôi đã quấy rầy các đồng chí rồi, tôi muốn đến Cục Thương mại một chuyến, có ai rảnh rỗi không? Nhân viên văn phòng vốn đang lặng lẽ đánh giá vị phó chủ tịch huyện trước mắt. Người này là một vị phó chủ tịch huyện giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp vậy, nghe Vương Tử Quân nói cần xuống nghiên cứu, bọn họ đều cố gắng bày ra tư thái hoặc là chú ý đến văn kiện, hoặc là ghi chép gì đó, rõ ràng là bận rộn tối mắt. Nếu cùng lãnh đạo đi xuống đơn vị, gần đây công tác này nhìn qua rất tốt, đi xuống được các đồng chí bên dưới thờ phụng như thần, lúc quay về còn được mang theo một mớ đặc sản. Chỉ cần anh chịu khó làm việc, thêm chút lanh trí, biết cách nói chuyện, dám giả ngây giả dại. Hầu hạ tốt cho lãnh đạo, tuyệt đối có thể làm sâu sắc thêm cảm tình với lãnh đạo, hiệu quả của nó thật sự tốt đến mức khó tưởng. Trong văn phòng khối chính quyền huyện Lô Bắc, bình thường phó chủ tịch huyện ra ngoài đều có nhân viên văn phòng đi theo, nhưng đối với một vị cán bộ lãnh đạo đến đãi cát tìm vàng như Vương Tử Quân, đám nhân viên văn phòng lại không muốn đi theo. Chưa nói đến vấn đề vị phó chủ tịch này căn bản không có quyền lực gì, sợ rằng đến bên dưới cũng bị đám người Cục Thương mại cho là món ăn, lãnh đạo cũng không có gì tốt hơn bọn họ. Thế cho nên đám người văn phòng sẽ không muốn đi theo sói ăn thịt, đi theo chó chỉ có thể là ăn sao sao sao. Bên ngoài gió lớn lạnh lẽo, ngoài cửa sổ giống như có vang lên tiếng khóc, mà cửa sổ của khu văn phòng cũng có vấn đề, gió thổi qua thì vang lên những âm thanh kẽo kẹt. Ngồi trong văn phòng vừa nghe thấy tiếng khóc ở bên ngoài, vừa nghe những âm thanh kẽo kẹt, một ngày lạnh như thế này ngồi trong văn phòng sẽ tốt hơn đi cùng với một vị lãnh đạo là chim bồ câu từ bên trên đưa xuống. Vương Tử Quân nhìn đám nhân viên văn phòng trầm ngâm không nói lời nào mà vẻ mặt vẫn là nụ cười không thay đổi, chỗ này không phải là xã Tây Hà Tử, hắn vừa mới đến 3 ngày, còn chưa dựng lên uy tín của mình, nếu ra tay lung tung thì sợ rằng sẽ không có gì tốt. Chủ tịch Vương, tôi cùng đi với anh. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi thấy ánh mắt Vương Tử Quân quét qua thật sự không chịu được, cuối cùng đứng lên dùng giọng cung kính nói với Vương Tử Quân. À, tốt, vậy bây giờ chúng ta xuất phát. Vương Tử Quân nói rồi đi ra ngoài. Văn phòng của khối chính quyền huyện cùng một khu vực với văn phòng huyện ủy, là một khu nhà 5 tầng được xây dựng vào những năm 60,
tuy đã được duy tu vài lần nhưng vẫn có bộ dạng cực kỳ chán nản. Vì trước đó đã có gọi điện thoại trước, thế nên có sẵn một chiếc xe màu đen đợi bên dưới bậc thang. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe bẩn thỉu trước mặt mà thầm nhíu mày, chiếc xe này còn không làm hắn sảng khoái bằng ngồi lên chiếc xe Jeep của Tiểu Tào ở xã Tây Hà Tử. Tên nhân văn phòng kia vội vàng chạy đến giúp Vương Tử Quân mở cửa xe, Vương Tử Quân thầm gật đầu, người này thật sự không tệ, xem ra công phu ánh mắt cũng rất cao. Chủ tịch Vương, anh chờ một chút. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Khi âm thanh này vang lên, Vương Tử Quân thấy Phó Chủ tịch Tôn Hạo thò đầu ra trên hành lang. Tôn Hạo năm nay hơn 40 tuổi, làn da được bảo dưỡng rất tốt, mái tóc đen bóng, nhìn qua giống như một người thôn dân phất lên làm địa chủ chỉ sau một đêm. Chủ tịch Vương, tôi đây đang có chuyện khẩn cấp cần xử lý, anh để cho tôi mượn xe sử dụng cái. Âm thanh của Tôn Hạo rất dễ nghe, giọng điệu cũng có chút thương lượng, thế nhưng sau khi nói xong thì cũng không chờ Vương Tử Quân đồng ý đã vội vàng xách cặp chạy xuống, giống như Vương Tử Quân căn bản không có lý do để từ chối vậy. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt trở nên khó coi, những lời này thật sự chọc giận hắn, rõ ràng là tên Tôn Hạo này khinh người quá đáng. Chính mình muốn dùng xe đi ra ngoài, anh dựa vào cái gì để cướp đi? Chưa nói đến những thứ khác, tối thiểu cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Xe của khối chính quyền huyện là không nhiều, nhưng anh quản lý nhiều phòng ban, có phòng ban nào mà không có xe. Anh gọi điện thoại cho bọn họ phái một chiếc xe không được sao. Nếu là phó chủ tịch khác thì chỉ sợ Tôn Hạo sẽ không dám làm càn như vậy. Vương Tử Quân nhìn Tôn Hạo đang chạy đến đầu bậc cầu thang, hắn nhìn nam nhân viên văn phòng ở bên cạnh, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Cậu có đi xe đạp không? Vương Tử Quân nhìn tên thanh niên rồi nói. Có. Tên cán bộ thanh niên nhìn vị phó chủ tịch còn nhỏ tuổi hơn cả mình, trong lòng thầm suy đoán, chẳng lẽ đối phương muốn chạy xe đạp. Được, cậu đưa chìa khóa cho tôi. Vương Tử Quân khẽ vươn tay dùng giọng chân thật đáng tin nói. Tên cán bộ trẻ tuổi thật sự không biết phó chủ tịch Vương muốn làm gì, nhưng hắn vẫn thành thật đưa chìa khóa xe cho Vương Tử Quân. Ha ha ha, chủ tịch Vương, xấu hổ quá, phòng xây dựng có việc gấp, tôi phải tranh thủ thời gian chạy đi. Tôn Hạo đến sau lưng. Một tên thư ký chạy đến nhận lấy cặp công văn, sau đó hắn dùng giọng tươi cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Tôn, anh quá khách khí, không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Đây là chìa khóa xe, anh đến bên kia mà tìm, chiếc xe màu xanh nhạt là của tôi, chỉ là xe hơi kém, ngoài chuông không kêu thì thứ gì cũng kêu. Tuy hình tượng có chút bất nhã nhưng đảm bảo anh sử dụng có thể làm cho toàn thân nóng hổi, vừa khỏe người vừa có thể bảo vệ môi trường. Vương Tử Quân dùng ánh mắt trêu tức nhìn Tôn Hạo. Hắn điềm nhiên nhét chìa khóa xe đạp vào trong tay đối phương. Chương 159, từ chim bồ câu đến vĩnh cửu. Tiếp. Tôn Hạo nhìn chìa khóa trong tay, hắn không khỏi ngây người, hắn chưa kịp định thần trở lại thì Vương Tử Quân đã kéo cửa ngồi vào trong xe. Hắn chậm rãi hạ cửa kính xuống, sau đó khẽ vẫy tay nói. Chủ tịch Tôn, đừng khách khí, đều là người một nhà, anh cứ chậm rãi chạy xe đạp đi. Tên cán bộ thanh niên cũng rất thông minh. Thấy Vương Tử Quân không thương lượng mà trực tiếp cướp đoạt, sử dụng chiêu số thật sự khó lường, thế nên hắn cũng nhanh chóng ngồi lên vị trí tay lái phụ. Lái xe. Vương Tử Quân lên tiếng phân phó với tên lái xe đang quay sang xem náo nhiệt, tài xế biết rõ đây là thần tiên đánh nhau, mình chỉ là một tiểu nhân vật không thể nào chen chân vào, thế cho nên sau khi nghe lời phân phó của Vương Tử Quân thì nhanh chóng dẫm chân ga. Chiếc xe phóng đi ngay trước mặt Tôn Hạo, một luồng khói đen được thải ra giống như một con rồng đen. Đám người Tôn Hạo nhanh chóng bị vứt lại ở phía sau. Tôn Hạo nhìn chiếc chìa khóa xe đạp bị Vương Tử Quân cưỡng chế đưa vào trong tay mà gương mặt trở nên dở khóc dở cười. Hắn đã nhiều năm không chạy xe đạp, nhưng Chủ tịch Tôn vẫn có thể nhận ra chiếc chìa khóa trong tay mình. Chủ tịch Tôn, đây là một chìa khóa xe đạp. Thấy lãnh đạo của mình đứng bất động ngay tại chỗ, thư ký đi theo phía sau nhanh chóng lên giọng nhắc nhở. Nói nhảm, chuyện này còn cần cậu nhắc nhở sao? Cảm xúc của Tôn Hạo lúc này giống như bị gió lạnh cuốn đi sạch sẽ, nhưng lửa giận đã bùng lên, chỉ cần động vào sẽ bùng nổ, trong lúc nói chuyện hắn ném mạnh chìa khóa xuống đất. Thư ký tỏ ra rất mất mặt, chỉ có thể vô thức gật đầu xưng vâng, hắn nhìn Chủ tịch Tôn thở hổn hển đi lên lầu mà vội vàng tranh thủ chạy theo sau. Lúc này Tôn Hạo có thể nói là lửa giận công tâm, hắn biết rõ lần này mình mất hết mặt mũi, tuy trong văn phòng cũng không có bao nhiêu người, nhưng lại có bao nhiêu kẻ đang đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Một câu nói vừa rồi của Vương Tử Quân ném lại cho hắn, không biết sẽ bị bao kẻ chộp lấy làm phương tiện chế giễu.
Lúc xuống lầu Tôn Hạo cũng biết có kẻ đứng xem náo nhiệt, nhưng trong lòng hắn có chút hưng phấn, vì những người kia đang chờ Vương Tử Quân sinh ra trò cười, nhưng bây giờ bọn họ lại chê cười chính mình. Tôn Hạo vốn không có cảm tình gì với Vương Tử Quân, không đơn thuần đối phương chỉ là một kẻ còn hôi sữa mà cùng cấp bậc với mình, hơn nữa càng khó chịu chính là đối phương đến đây cướp đi vài quyền lợi của mình, những gì mình nắm trong tay bị chia cắt cho tên kia. Tôn Hạo đả kích Vương Tử Quân, vì hắn muốn phá chút uy tín không có nhiều lắm của đối phương, sau này cũng cho đối phương biết cách kẹp đuôi làm người ở khối chính quyền huyện, đồng thời những ban ngành chức năng đã được phân ra sẽ tiếp tục bị hắn khống chế. Tôn Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị chính là mình muốn xe nhưng đối phương thật sự không nể mặt, không nói nhiều lời. Chủ tịch Tôn không phải muốn xe à? Thế thì cho xe, tôi ngồi xe lớn, anh ngồi xe đạp, đây thuần túy là coi hắn không ra thể thống gì. Tôn Hạo lên đến lầu 2, tuy lúc này đám nhân viên trong văn phòng đều đang cần cù lao động và siêng năng công tác, thế nhưng Tôn Hạo biết rất rõ, những người này vừa rồi chắc chắn nghe rõ động tĩnh bên dưới, trong lòng đều cười thầm mà thôi. Anh Vu, phái xe đến đón tôi. Tôn Hạo nhẫn nhịn một lúc lâu, vẻ mặt tái nhợt, hắn cũng không tránh được mà thở phì phò ngồi trên ghế, hắn lớn tiếng phân phó với cục trưởng cục xây dựng ở phía bên kia. Vương Tử Quân tất nhiên cũng có thể tưởng tượng được tâm tình của Tôn Hạo vào thời điểm này, hắn làm như vậy cũng thật sự có chút suy xét. Hắn cũng không phải tự nhiên đầu óc nóng lên mà nổi giận với Tôn Hạo, hắn vốn là một cán bộ từ bên ngoài đến huyện Lô Bắc, vì thế không kẻ nào xem hắn ra gì, mà một tên cán bộ cùng cấp với hắn như Tôn Hạo cũng đẻ đầu cưỡi cổ hắn không kiêng nể gì cả, như vậy sau này có công tác cũng không có được bao nhiêu uy tín. Cậu tên gì? Vương Tử Quân nhìn tên nhân viên trẻ tuổi rồi khẽ hỏi. Hắn vốn muốn gọi người ta là tiểu tử, nhưng khi vừa mới mở miệng thì đột nhiên phát hiện mình cũng không lớn hơn đối phương bao nhiêu tuổi, thế nên lời đến bên miệng lại được nuốt xuống. Cán bộ trẻ tuổi kia thấy rõ uy thế của phó chủ tịch huyện vào lúc vừa rồi, biết vị lãnh đạo kia cũng không dễ chọc vào, vì vậy biểu hiện càng thêm cung kính. Chủ tịch Vương, tôi là Tôn Hạ Châu, là sinh viên tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ công tác ở khoa thư ký số 1. Cái tên Tôn Hạ Châu nói theo tiếng phổ thông cũng không rõ ràng. Thế nào cũng có hơi giống như Tôn Húc Cháo. Vương Tử Quân cố nén cảm giác có hơi vui vẻ, hắn cười nói. Hạ Châu, xe đạp của cậu còn bao nhiêu chiếc chìa khóa? Nếu chỉ có một chiếc thì sợ rằng cậu phải thay khóa mới. Tôn Hạ Châu không ngờ Vương Tử Quân lại nói như vậy, hắn vội vàng cười nói. Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, tôi có 3 cái chìa khóa, 2 cái còn lại ở trong ngăn kéo bàn công tác của tôi. Vậy thì tốt rồi, cũng bớt việc. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt quan sát bốn phía. Trong mắt Vương Tử Quân thì huyện thành huyện Hồng Bắc đã đủ cũ nát, mà huyện Lô Bắc này càng không chịu nổi. Bây giờ xe đang chạy trên đường chính của huyện Lô Bắc, nhưng mặt đường chính không những gồ ghề, mà kiến trúc hai bên đường lại không vượt quá 4 tầng. Hầu như không thấy người đi đường, có vài chiếc xe chạy qua lại, những chiếc xe chạy trong gió lạnh cứ như cô hồn dã quỷ vậy. Chủ tịch Vương, đã đến Cục Thương mại. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm nhìn huyện thành của SLB, Tôn Hạ Châu ở phía trước chợt dùng giọng chú ý để nhắc nhở Vương Tử Quân, lúc này chiếc xe màu đen cũng dừng lại trước một căn nhà 2 tầng. Cục Thương mại huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ có hơi phai màu trên tấm biển gỗ mà nhẹ nhàng xuống xe, cửa chính trống rỗng không có ai, một cái túi nhựa màu đen đang tung bay trong gió. Cũng không ai tiến lên đón tiếp, vẻ mặt Vương Tử Quân chợt có chút khó nhìn. Hắn cũng không cần lễ lớn. Hắn là một lãnh đạo chủ quản xuống kiểm tra công tác, nhưng không ai ra cửa nghênh đón, điều này tự thân nó đã nói rõ vấn đề, đây không phải là coi rẻ bản thân mình, xem như mình không tồn tại sao. Khi Vương Tử Quân thầm nổi giận thì có 3 người đi ra cửa, đi đầu là một người đàn ông hơn 40, mặc áo bông dày, cơ thể hơi mập mạp giống như một con chim cánh cụt. Anh chính là Chủ tịch Vương. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Vương Tử Quân thì tươi cười chào đón. Vương Tử Quân dù có chút ý nghĩ với những người này, nhưng trong miệng vẫn mỉm cười tủm tỉm. Tôi chính là Vương Tử Quân, anh là... Chào Chủ tịch Vương, tôi là Địch Quan Long, chào mừng anh đến chỉ đạo công tác cho Cục Thương mại, Cục trưởng Trương của chúng tôi xuống tuyến dưới kiểm tra công tác còn chưa về, anh ấy vừa rồi có gọi điện thoại về báo, nói rằng để tôi ra tiếp đón anh. Địch Quan Long rõ ràng rất có tài ăn nói, hai tay đầy mỡ bắt chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân. Bộ dạng vừa thân mật vừa không mất tính trang trọng. Xuống tuyến dưới kiểm tra công tác. Hai mắt Vương Tử Quân chợt híp lại, những trò lấy cớ này có thể dùng để lừa con nít, nhưng lừa dối hắn thì thật sự vẫn còn hơi non. Hắn cũng không vạch trần mà cười nhạt một tiếng nói.
Cục trưởng Trương mất ăn mất ngủ vì công tác, chúng ta cần phải xem những nỗ lực đó làm tấm gương, sao có thể phê bình được. Thế này đi, chút nữa anh ghi lại một chút thông tin cho tôi sẽ cho khoa thư ký xem xét, cuối cùng làm một văn kiện cho cán bộ toàn huyện, coi như ai cũng phải học tập cục trưởng Trương. Huyện Lô Bắc chúng ta khá lạc hậu, nhưng có những cán bộ như cục trưởng Trương, tôi tin huyện Lô Bắc nhất định có thể phát triển, tiến lên độ cao mới. Vương Tử Quân nói nhưng lời quá dõng dạc làm cho Địch Quan Long có chút rung động, tuy vị phó chủ tịch này nói luôn cười tủm tỉm, nhưng hắn có thể thấy được trong nụ cười có dấu đao. Khen ngợi, đây là thông báo khen ngợi, nếu như là tự nhiên thì tốt, nhưng nếu là giả thì sẽ dựng người ta lên làm bia ngắm, không ai vạch trần ra thì cái gì cũng tốt, nhưng nếu có người chọc ra, nói đúng rằng ngày nào đó anh làm những gì mà dám lừa dối nói là đi công tác. Đây thật sự là tội tày trời. Một vài cán bộ cũng chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy nhưng phá hủy cả tương lai. Địch Quan Long trước đó thầm cảm thấy không tôn trọng Vương Tử Quân, nhưng lúc này vẻ mặt hắn càng trở nên ngưng trọng, vừa rồi vốn chỉ làm ra vẻ chú ý, nhưng lúc này hắn lại thật sự trở nên cẩn thận và chú ý. Phó Chủ tịch huyện cũng không phải nhân vật đơn giản, Địch Quan Long nghĩ đến những lời vừa rồi của Vương Tử Quân, tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt. Chủ tịch Vương, mời anh vào trong phòng, ngoài này quá lạnh. Địch Quan Long nhiệt tình nhường đường mời Vương Tử Quân. Cục trưởng Trương, có chuyện gì xảy ra? Trong một gian phòng ấm áp như mùa xuân có một bàn mạt trược đã đánh được một nửa, phía bắc là một người đàn ông trung niên hơi gầy, hắn dùng giọng mất kiên nhẫn nói với một người đàn ông trung niên mập mạp vừa đặt điện thoại xuống. Người đàn ông trung niên mập mạp có gương mặt tròn, hơi lớn, lông mày dựng ngược, thật sự có chút uy nghiêm. Nhưng lúc này hắn đối diện với người đàn ông trung niên hơi gầy thì giống như một đứa cháu nội. Hắn cung kính nói. Trưởng phòng Vũ, vị phó chủ tịch mới đến bây giờ đang xuống cục thương mại kiểm tra công tác, hì hì, tôi đã cho anh Địch ứng phó. Người đàn ông trung niên gầy lơ đãng a lên một tiếng, bàn tay gầy nhom khẽ huy động. Bồ Tát đến từ bên ngoài cũng không nên chú ý, anh ra bài đi. Cục trưởng Trương cũng không dám có ý nghĩ cãi lời người đàn ông trung niên gầy, hắn cười hì hì, sau đó tiếp tục ngồi xuống vị trí của mình. Hai đồng. Tên mập nhìn vào những quân bài được mình sắp xếp kỹ càng, hắn không chú do dự mà đánh ra hai đồng, trong những quân bài của hắn vẫn còn hai cặp hai đồng. Hào! Người đàn ông trung niên gầy được gọi là trưởng phòng Vũ chợt cười rồi đẩy bài ra, sau đó bàn tay vung vẫy, những quân bài mặt trược phát ra âm thanh cành cạch. Cục trưởng Trương ơi là cục trưởng Trương, anh phải để tôi nói thế nào đây nhỉ, mỗi lần đánh mặt trược thì anh cũng đều đánh yếu như vậy, theo tôi thấy thì không nên gọi anh là Trương Thắng Lợi. Dứt khoát gọi là Trương điểm pháo thì hay hơn. Trưởng phòng Vũ ngậm một điếu thuốc, hắn vừa đếm tiền vừa cười tủm tỉm nói. Trương Thắng Lợi dù thua nhưng nụ cười trên mặt còn sáng lạn hơn cả vừa rồi. Trưởng phòng Vũ, cũng không phải Trương Thắng Lợi tôi thích như vậy, ai mà có thủ oán với nhân dân tệ chứ? Cũng không phải vì gì khác, chẳng qua kỹ thuật của anh quá mạnh, tôi có chút quân bài yếu cũng không làm được gì. Khi tên mập họ Trương lên tiếng vuốt mông ngựa thì hai người còn lại ngồi hai bên chợt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người chợt lóe lên cái nhìn khinh thường. Tên Trương mập này rõ ràng giống hệt như nô tài, chỉ biết lo nịnh hót lãnh đạo và cống tiền, mà tiền đó cũng từ nhà mình ra mà thôi. Trưởng phòng, nghe nói anh Trúc của phòng giáo dục sắp đến tuổi về hưu rồi. Trương Thắng Lợi vừa đặt tờ 200 đồng trước mặt trưởng phòng Vũ vừa dùng giọng thần bí nói. Người được xưng là trưởng phòng Vũ vừa trả lại tiền thừa vừa dùng giọng không để lọt ý nói. Anh Trương, anh có phải đã lầm rồi không? Anh Trúc có về hưu hay không thì anh phải hỏi trưởng phòng Quốc Lương, anh hỏi một vị trưởng phòng tuyên truyền như tôi thì cũng xem như lầm người rồi. Người đàn ông trung niên gầy vừa lên tiếng chính là trưởng phòng tuyên truyền huyện Lô Bắc, là Vũ Trạch Huy. Người này bình thường rất có phong thái của lãnh đạo, nhưng khi ngồi lên bàn mặt trược chính bố mình họ gì cũng quên ngay. Trương Thắng Lợi không có được câu trả lời xác thực thì cũng không nổi giận, nụ cười trên mặt lại càng nhiều. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm những việc khác, bắt đầu toàn tâm toàn ý đánh mạt trược với Vũ Trạch Huy. Tút, tút, tút. Khi mọi người đang đánh mạt trược vui vẻ thì máy nhắn tin của Trương Thắng Lợi lại vang lên, hắn nhìn về phía máy nhắn tin của mình, vẻ mặt chợt biến thành lạnh lẽo. Sao vậy, anh Trương? Vũ Trạch Huy thấy vẻ mặt Trương Thắng Lợi không đúng thì nhàn nhạt hỏi. Vẫn là vị Bồ Tát kia, quá đáng ghét, hôm nay đến kiểm tra, ngày mai còn muốn triệu tập cuộc họp, còn bà nó còn bắt tôi phải đi. Trương Thắng Lợi dùng giọng rất mất kiên nhẫn nói. Trương Thắng Lợi là lãnh đạo cục thương mại, hắn tất nhiên sẽ có nhiều thứ để lo lắng,
có rất nhiều chuyện còn dám bằng mặt không bằng lòng với chủ tịch Lưu Thành Quân. Lúc này hắn tuy đang chơi mặt trước nhưng thực tế lại là nịnh bợ Vũ Trạch Huy, muốn xin người này nói vài lời hữu ích với mình trước mặt bí thư Hầu Thiên Đông, như vậy mình có thể thuận lợi đề bạt từ vị trí cục trưởng cục thương mại sang trưởng phòng giáo dục huyện. Nhưng Vương Tử Quân lần này đến quấy rầy làm hắn rất khó chịu. Anh Trương, không cần xen vào chuyện này, hôm nay anh đã đồng ý đánh với tôi đến tối, cũng không nên đào ngũ đấy. Vũ Trạch Huy khẽ sắp xếp mặt trược rồi thản nhiên nói. Ha ha ha, tôi xin nghe lệnh trưởng phòng. Trương Thắng Lợi nói rồi tiếp tục sắp xếp mặt trược. Chương 160, giết gà dọa khỉ. Sau khi đi ra khỏi cục thương mại thì đã hơn 12 giờ trưa. Dù phó cục trưởng Địch Quan Long của cục thương mại nhiệt tình giữ nhóm Vương Tử Quân ở lại dùng cơm trưa, nhưng Vương Tử Quân vẫn lên tiếng từ chối. Sau khi lên xe, lái xe Mã Hiểu Dũng chừng 30 tuổi chợt nghiêng đầu hỏi. Chủ tịch Vương, chúng ta về văn phòng khối chính quyền sao? Vương Tử Quân nhìn về phía Tôn Hạ Châu, sau đó nở nụ cười nói. Cũng không về ăn cơm, không bằng như thế này, lái xe Mã, anh quen thuộc huyện thành, dứt khoát hôm nay cho anh làm chủ. Chúng ta tìm một địa điểm nào đó có vài món đặc sản, tôi mời khách, ba người ăn một bữa cơm ngon. Mã Hiểu Dũng vừa nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì vui sướng đồng ý, sau đó hắn nhấn chân ga, chạy đi như bay. Mã Hiểu Dũng chính là một người thôn Bắc Quan huyện Lô Bắc, bố là trưởng thôn Bắc Quan, nhà cũng có một xưởng sản xuất nhỏ. Từ khi hắn còn mặc tã đã lớn lên ở huyện thành này, sau khi xuất ngũ thì bố là trưởng thôn thông qua quan hệ đã đẩy con mình vào trong khối chính quyền huyện để làm lái xe. Mà hành động của thôn trưởng cũng làm cho nhiều người khó hiểu, trong nhà có xưởng sản xuất khá tốt, cần gì phải đẩy con mình vào làm công cho đảng. Những người có quan hệ tốt với vị trưởng thôn này thì lại nói, với gia cảnh nhà anh, đừng nói là con anh, dù cháu anh không làm gì cả vẫn sống khỏe, anh không nuôi nổi bọn họ sao? Cần gì phải đẩy con mình vào trong địa phương như khối chính quyền huyện rồi lại bị quản thúc, coi như làm khổ con mình. Trưởng thôn Mã nghe người ta nói vậy cũng chỉ nở nụ cười, cũng không phản biện. Nhưng trong lòng thầm không cho là đúng. Lão sắp xếp cho con mình vào công tác ở khối chính quyền huyện cũng không phải hướng về phía tiền lương 200-300 đồng một tháng của công tác lái xe, lão cần chính là thể diện. Dù thế nào thì con mình cũng đang công tác ở khối chính quyền huyện, nơi kia là chỗ mà dân chúng bình thường có thể tiến vào sao. Như vậy là đủ rồi, có một con trai đi công tác ở trong khối chính quyền, trưởng thôn Mã cũng cảm thấy mất đi nhiều lo lắng, khí thế cũng mạnh mẽ lên, trong lòng càng thoải mái. Vương Tử Quân để cho Mã Hiểu Dũng chọn địa điểm dùng cơm thật sự xem như chọn đúng người. Mã Hiểu Dũng cua tay lái vài lượt thì đến một quán ăn nhỏ, hắn tìm địa điểm dừng xe, lại nói chủ tịch Vương chờ một chút, hắn vào trong nói một tiếng với ông chủ quán. Vài phút sau Mã Hiểu Dũng đi ra, hắn mở cửa xe, nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi đã nói ông chủ sắp xếp một phòng, anh có thể thoải mái dùng bữa. Vương Tử Quân lúc này mới hiểu ra. Thì ra Mã Hiểu Dũng này thấy trong quán cơm có quá nhiều người, suy xét đến vấn đề mình là phó chủ tịch, thế nên tranh thủ chạy xuống sắp xếp. Vương Tử Quân thầm cảm thán, tiểu tử này không đơn giản chút nào. Dù hắn vừa đến huyện Lô Bắc được 2 ngày, không ai chú ý đến hắn làm gì cho mệt, nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ sự cẩn thận của Mã Hiểu Dũng. Đợi đến khi nhóm Vương Tử Quân từ trong xe chui ra, Mã Hiểu Dũng đưa mọi người đi thẳng vào phòng đã chuẩn bị sẵn. Quán thịt dê Triệu Gia này cũng không có mặt tiền quá lớn, nhưng được cái hậu viện lại rộng rãi, những món ăn được nấu bằng củi, chế biến sạch sẽ, lửa liếm đáy nồi. Mùi hương bùng lên thật sự nồng đậm, khói bay lượn lờ, mùi thơm tỏa ra khắp bốn phía, chỉ cần nhìn tình cảnh mê người cũng phải chảy nước miếng. Một lúc sau ông chủ gõ cửa đi vào trong phòng, vài món thịt dê được đặt lên mặt bàn, còn có vài dĩa rau xanh, ớt đỏ. Ba người bị món ăn làm cho thèm nhỏ dãi. Vương Tử Quân lại mở miệng nói một câu. Lúc này không ăn thì còn đợi đến khi nào nữa đây? Vương Tử Quân là người vung đũa gắp món đầu tiên. Mã Hiểu Dũng và Tôn Hạ Châu lúc đầu còn có chút gò bó, nhưng khi thấy Chủ tịch Vương tỏ ra rất tự nhiên thì cũng thoải mái hơn, ba người ăn uống như gió cuốn mây tan, chỉ sau một lát đã sạch sẽ không còn gì. Thêm vài món nữa được đưa vào phòng, nhóm ba người Vương Tử Quân lại tiếp tục ăn uống say sưa. Hạ Châu, cậu quay về cần nhanh chóng làm ra một phần thông báo, chúng ta cần phải có lời khen ngợi cục trưởng cục thương mại Trương Thắng Lợi, vì trời lạnh thế này ai cũng vào trong phòng sưởi ấm, chỉ có anh ấy không hề nà giá lạnh, xâm nhập tuyến dưới kiểm tra nghiên cứu, dù chỉ là việc nhỏ nhưng đáng quý ở phương diện tinh thần. Những đồng chí như vậy thật sự không có nhiều,
huyện Lô Bắc chúng ta muốn phát triển kinh tế thì cần phải có những con chim đầu đàn. Vì vậy chúng ta cần phải khen ngợi vị cục trưởng Trương này, anh ta biết công tác đến nơi đến chốn, tập trung tinh thần cho sự phát triển của cả huyện. Vương Tử Quân vừa ăn súp dê vừa nói với Tôn Hạ Châu. Tôn Hạ Châu dù công tác ở văn phòng khối chính quyền không lâu nhưng bây giờ cũng hiểu ý của Chủ tịch Vương. Ngày đầu tiên Chủ tịch Vương xuống Cục Thương mại nghiên cứu kiểm tra nhưng Cục trưởng lại đi mất, rõ ràng là trốn đi mà còn nói xuống tuyến dưới xem xét công tác, đây không phải là xem thường Chủ tịch Vương sao? Chủ tịch Vương trong lòng không thoải mái là rất bình thường, mà văn bản kia nếu được cho ra thì rõ ràng là tra thuốc nhỏ mắt cho Trương Thắng Lợi. Nhưng dựa vào suy tính của Tôn Hạ Châu, Chủ tịch Vương có thể cho ra tin vắn như vậy là biện pháp tốt, thế nhưng không nhất định sẽ có thể truyền xuống bên dưới, vì văn kiện này còn cần được lãnh đạo ký tên, in ấn và phát hành. Văn phòng khối chính quyền nằm dưới sự quản lý của Phó Chủ tịch Thường vụ Đỗ Tự Cường, Trương Thắng Lợi là ai? Chính là con giun trong bụng của Đỗ Tự Cường, quan hệ hai bên tương đối mật thiết, chỉ sợ phần tin vắn này của Chủ tịch Vương sẽ không thể nào phát ra đúng chỗ được. Tôn Hạ Châu có hảo cảm với vị Phó Chủ tịch Vương trẻ tuổi này, nhưng hắn cẩn thận xem xét lại, bữa cơm này ăn xong cũng không đến mức bán rẻ thân mình. Hơn nữa hắn cũng chưa thấy rõ tính nết của lãnh đạo, nếu khuyên giải cũng không biết là họa hay phúc. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó quyết định quay về sẽ cứ làm và giao cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, tôi quay về sẽ đánh máy và đưa bản thảo cho anh xem xét. Biến hóa của Tôn Hạ Châu chỉ là có hơi nhíu mày. Nhưng Vương Tử Quân lại nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra Trương Thắng Lợi vẫn có lực ảnh hưởng ở huyện Lô Bắc này, chính mình muốn ép đối phương thì cũng không phải dễ dàng. Nhưng càng là như thế thì càng làm bùng phát khí thế của Vương Tử Quân. Đây là lần đầu tiên hắn xuống đơn vị nghiên cứu kiểm tra sau khi nhận chức, tất nhiên anh chưa quay về khối chính quyền huyện thì sợ rằng tin tức đã truyền khắp nơi rồi. Mình ngồi chờ trong phòng làm việc của đối phương cả giờ mà nhân vật chính không xuất hiện. Chỉ sợ tin tức này được người ta truyền ra ngoài cực kỳ sinh động, một vị phó chủ tịch như mình cũng rất mất mặt. Những chuyện này có vẻ khá nhỏ, nhưng đối với một người mới từ bên ngoài đến như mình thì rõ ràng là đả kích không nhỏ. Nếu như mình cứ nén giận với sự kiện này, chỉ sợ chờ đợi chính mình là những sự việc còn trầm trọng hơn. Nếu quá cường thế là không tốt, nhưng nếu làm một người quá yếu thế thì cũng bị người ta khinh thường. Ba người từ trong phòng đi ra. Vương Tử Quân đến quầy trả tiền thì được biết đã có người thanh toán rồi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười ngây ngô của Mã Hiểu Dũng, hắn khẽ vỗ vai của đối phương rồi nói. Đã nói là tôi mời khách, sao lại đổi thành anh trả tiền? Mã Hiểu Dũng cười cười, lại tùy tiện nói. Không có gì, Chủ tịch Vương, anh không cho tôi trả tiền thì rõ ràng là xem thường tôi chính là một thôn dân điển hình của thôn Bắc Quan. Mã Hiểu Dũng đã sớm trả tiền, đây cũng là thật lòng thật dạ. Hắn không quan tâm đến chút tiền như vậy. Vương Tử Quân là một phó chủ tịch huyện, đừng nói là dùng một bữa thịt dê không mất tiền, mình bỏ tiền mời cũng là một vinh hạnh. Theo như những gì bố Mã Hiểu Dũng nói, kinh tế phát triển không là vấn đề, thơm lây chính trị mới là tốt. Vương Tử Quân cũng không quá khách khí, hắn biết rõ quan trường có một quy củ, có đôi khi không thể luôn cao cao tại thượng, làm quan cũng có lúc thông thoáng, vào thời điểm thích hợp cũng phải cho người bên dưới nịnh bợ mình. Nếu không thì càng lên cao càng lạnh, quần chúng cơ sở sẽ càng xa rời anh. Không biết có phải vì bữa cơm vừa rồi hay không mà ba người bắt đầu cười cười nói, có vẻ quen thuộc hơn rất nhiều. Mã Hiểu Dũng kéo cửa xe, hắn chờ Vương Tử Quân lên xe rồi hỏi. Chủ tịch Vương, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Đã ăn no, bây giờ chúng ta cũng không đi đâu, về văn phòng thôi, coi như thoải mái nghỉ một giấc. Vương Tử Quân đã tìm được điểm đột phá. Hắn vung tay lên với Mã Hiểu Dũng, sau đó thản nhiên nói. Khí trời giấc chiều càng thêm lạnh, phòng làm việc của Vương Tử Quân vẫn lạnh tanh như thường, ngoài vài nhân viên đến đưa nước nóng, căn bản không ai đến quấy rầy. Khi sắc trời dần ảm đạm, Tôn Hạ Châu đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để đưa bản thảo cho lãnh đạo. Bản thảo này chỉ có 2 trang, nội dung dù có chút khô cứng nhưng Tôn Hạ Châu vẫn sắp xếp rất tốt, rất có ý. Trước nay Vương Tử Quân cũng không thích những văn bản quá sức tưởng tượng, cũng không thích sửa văn bản từng chữ từng câu. Hắn nhìn qua một lượt, sau đó cảm thấy văn bản khá lưu loát, thế là cũng không sửa chữa mà nói với Tôn Hạ Châu. Tiểu Tôn, cậu công tác khá tinh tế, tôi còn đang nghĩ sao cậu còn chưa đưa tìm tôi, thì ra là vì hoàn thành thứ này. Rất tốt, tôi rất hài lòng, thế này đi, cậu đưa đến cho khoa thông tin, cho bọn họ nhanh chóng phát ra. Tôn Hạ Châu lần đầu tiên liên hệ với Vương Tử Quân,
dù chính mình đã sửa lại nhiều lần nhưng vẫn có chút không yên. Thấy Chủ tịch Vương nói lời khẳng định với bản thảo của mình, hắn cũng có chút vui mừng. Hắn vui vẻ rời khỏi văn phòng của Vương Tử Quân, nhưng có âu nói bên miệng mà chẳng dám nói ra, đó là văn kiện mình làm ra thì rất tốt, nhưng có dễ dàng được phát ra hay không thì lại là vấn đề. Vương Tử Quân nhìn sắc trời, hắn thu thập cặp công văn, sau đó đi ra ngoài. Lúc này khu văn phòng khối chính quyền huyện rất náo nhiệt, từng chiếc xe không biết từ đâu xuất hiện, có xe đến đón người, đến đưa người. Mọi người đã công tác một ngày, bây giờ ai cũng vội vàng đi về phía cổng, cũng có vài âm thanh đàm thiếu, chủ đề đơn giản là tìm quán ăn nào, hương vị ở đó đặc sắc ra sao. Đám cán bộ kia sẽ đi đâu, Vương Tử Quân có thể đoán được vài phần, tuy không thể nói là 100%, nhưng ít nhất cũng có hơn một nửa số người hôm nay sẽ đi lên bàn rượu, một số ít nhân viên đến phòng dùng cơm, những trưởng khoa có chút thực quyền thì chỉ sợ cả tối phải nâng ly chúc rượu. Vương Tử Quân từ phòng làm việc đi ra, có nhiều người lễ phép chào hỏi, nhưng hắn có thể nhìn vào ánh mắt kính trọng nhưng không tiếp cận của bọn họ để cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo như gần như xa. Ôi, đây không phải là Chủ tịch Vương sao? Vương Tử Quân đang đi trên đường thì gặp mặt Phó Chủ tịch Tôn Hạo đang được 3-4 người vây quanh, nhóm người này từ phía trước đi đến, vừa thấy Vương Tử Quân thì nhiệt tình lên tiếng kêu gọi giống như những gì phát sinh sáng hôm nay căn bản chưa từng xảy ra. À, Chủ tịch Tôn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hắn nhìn Tôn Hạo giống như sao vây quanh trăng, hắn cũng không tin đối phương có tâm tư lương thiện, một ngày nào đó có cơ hội sẽ trở mặt với mình mà thôi. Chủ tịch Vương, hôm nay có tiệc gì không? Nếu như không có sắp xếp gì hay là đi cùng với chúng tôi? Anh Vu, đây là Chủ tịch Vương vừa mới đến nhận chức ở huyện Lô Bắc chúng ta. Tôn Hạo dùng giọng thân mật ngoài cười trong không nói với Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Cục trưởng Cục Xây dựng. Hôm nay được gặp Chủ tịch Vương thật sự là may mắn ba đời, nếu như Chủ tịch Vương nể mặt, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm nhé. Anh Vu có hơi ít tóc, nhìn qua thật sự hói rất sâu, nhưng hai bàn tay lại rất lớn, hắn nhiệt tình duỗi tay ra bắt tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa nghe lời mời của Tôn Hạo thì đã thấy không có thành ý, hắn cười nhạt một tiếng nói. Không cần, tôi còn có việc. Ôi, như vậy thì quá tiếc nuối. Đúng rồi, Chủ tịch Vương, tôi có việc đã quên. Chiếc chìa khóa anh đưa cho tôi, khi đó tôi không cẩn thận nên đã làm rơi mất, hôm nay chỉ có thể làm hại anh đi bộ về nhà, thật sự xấu hổ. Anh Vu, chút nữa anh cho người đưa xe đạp về cho Chủ tịch Vương. Tôn Hạo vừa nói vừa cười lên ha hả. Đám người đi theo cũng mở miệng cười ngây ngô với Tôn Hạo, tuy bọn họ biết rõ đối phương là một phó chủ tịch huyện, nhưng bọn họ đã lựa chọn phương án ôm đùi Tôn Hạo, thế nên cũng không còn dư âm để lựa chọn. Vương Tử Quân cũng đang cười. Hắn căn bản khinh thường so đo với một kẻ tiểu nhân như Tôn Hạo. Đúng lúc này một chiếc Santana màu đen chợt dừng lại trước mặt nhóm Tôn Hạo không một tiếng động, lái xe nhanh chóng bước ra tranh thủ mở cửa xe cho Tôn Hạo. Chủ tịch Vương, chúng tôi đi đây. Tôn Hạo ngồi vào trong xe, cửa sổ xe nhanh chóng đóng lại, xe chạy đi giống như một con cá rơi vào dòng nước, nhanh chóng rời khỏi cổng khối chính quyền huyện. Trước mắt cục quản lý cơ quan còn chưa tìm được phòng phù hợp cho Vương Tử Quân. Vì vậy lúc này vào ban ngày thì hắn nghỉ ngơi ở phòng xếp trong phòng làm việc, buổi tối đến ngủ ở nhà khách huyện ủy. Nhà khách có sắp xếp một phòng hai gian, cũng xem như rộng rãi. Vương Tử Quân vừa tiến vào nhà khách thì giám đốc Trần Vân Đạt đã cười hì hì tiến lên đón chào. Chào Chủ tịch Vương, anh đã về rồi. Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trần Vân Đạt, sau đó đi về phía phòng của mình. Trần Vân Đạt tiếp nhận cặp của Vương Tử Quân, trong miệng ân cần hỏi han. Chủ tịch Vương, anh muốn ăn món gì? Hôm nay trời rất lạnh, trong nhà bếp vừa vặn có món súp gà rừng, hương vị rất ngon, nếu không tôi cho người đưa đến cho anh hai tô, ăn cho nóng người. Vậy thì vất vả anh rồi, giám đốc Trần. Vương Tử Quân đẩy cửa vào phòng của mình rồi khẽ gật đầu nói. Quế Hương, cô chạy đi đâu rồi? Còn không mau tranh thủ chạy về đây. Khi thấy Vương Tử Quân tự mình mở khóa cửa thì Trần Vân Đạt giống như nhớ ra chuyện gì đó. Hắn đứng trong hành lang rồi hô lớn. Tiếng hô này của Trần Vân Đạt làm cho một cô gái với gương mặt tái nhợt từ xa chạy đến, cô nàng có bộ dạng rất biết vâng lời, giống như chuột gặp mèo. Tôi phân phó cô thế nào? Cho cô chuyên môn phục vụ cho Chủ tịch Vương, cô lại chạy đi đâu? Chủ tịch Vương cần mở cửa, cô lại đến chốn nào? Sao, nếu cô không thích công tác này thì cứ rời đi, tôi cũng không cần. Giám đốc Trần, tôi sai rồi, vừa rồi tôi đi vệ sinh. Quế Hương chỉ là một cô gái 17-18 tuổi,
nàng khẽ giải thích, vẻ mặt có chút bối rối, rõ ràng nàng rất quan tâm đến công tác của mình. Hừ, là đi vệ sinh, cô đúng là. Trần Vân Đạt bắt đầu mở miệng mắng. Vương Tử Quân nhìn thì biết Trần Vân Đạt có biểu hiện như vậy để cho mình xem, hắn lập tức vung tay lên nói. Giám đốc Trần, chính tôi có tay chân, mở cửa cũng không tính là chuyện gì, coi như thôi đi. Vương Tử Quân vừa nói vừa ngồi xuống ghế salon phòng khách. Trần Vân Đạt đã đạt được mục đích, hắn cũng không tiếp tục lên tiếng trách mắng, nhưng hắn nhìn thấy Quế Hương vẫn còn đứng đờ như đầu gỗ thì không khỏi mở miệng khiển trách. Còn không mau đi lấy khăn nóng để Chủ tịch Vương rửa mặt. Giám đốc Trần, đây có lẽ là thời điểm anh bận rộn nhất trong ngày, tôi có việc gì cần sẽ gọi điện thoại cho anh, bây giờ anh cứ đi bận rộn công tác của mình đi. Vương Tử Quân cũng không muốn tiếp tục nghe những lời mắng nhiếc của Trần Vân Đạt với cô nhân viên kia, thế lập phất tay cho đối phương ra khỏi phòng. Trần Vân Đạt cũng chỉ muốn biểu hiện và tạo ra ấn tượng tốt cho vị phó chủ tịch Vương, hắn cũng không muốn ở lại quá lâu, thế cho nên nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì nhanh chóng cáo từ bỏ đi. Món súp gà rừng của nhà khách quả nhiên có hương vị thơm ngon và mới lạ như những lời giới thiệu của Trần Vân Đạt, Vương Tử Quân uống hai tô, cảm thấy nóng ấm, cay cay, rất thoải mái. Sau khi Quế Hương thu dọn sạch sẽ, hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến lúc hắn đi ra thì cô gái kia cũng đã đi mất. Thật ra nàng làm việc rất lưu loát, lúc này trên bàn có một dĩa trái cây, có vài cây tăm, tivi cũng đã được mở sẵn. Lúc này trên màn hình tivi chính là bản tin buổi chiều của huyện Hồng Bắc, nhân viên phát thanh dùng tiếng phổ thông nói về những sự việc xảy ra trong huyện, theo lẽ thường thì mọi chuyện đều tốt, lãnh đạo nào cũng đi xuống tuyến dưới thị sát công tác. Trước tiên là bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông đang kiểm tra vấn đề an toàn lao động, chủ tịch huyện Lưu Thành Quân đang tham gia vài cuộc hội nghị. Trong hơn 10 bản tin thì có 7-8 phần liên quan đến hai vị lãnh đạo này, những vị phó chủ tịch như Vương Tử Quân căn bản không thấy bóng dáng, chưa từng lộ mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.